Sự thật ít người biết về địa ngục, chuyện có thật ở Việt Nam. Tôi tên Nguyễn Trần Tuyết Trinh, hiện ở đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Có một chị bạn đồng nghiệp làm chung công ty với nhau ở khu công nghệ cao quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Chị tên đầy đủ là Hứa Ngọc Thủy, sinh năm 1960. Năm đó tôi 21 tuổi, chị cũng 50 tuổi rồi, đáng lý gọi bằng cô. Nhưng trông chị còn rất trẻ, với làm chung công ty nên gọi chị em cho thân mật. Chị có dáng người nhỏ, làn da trắng, gương mặt chị đầy vẻ phúc hậu với một nốt ruồi son điểm trên trán. Chị quy y theo Phật từ hồi mới 10 tuổi, chị ăn chay từ năm 20 tuổi, rất am hiểu Phật Pháp. Chị tên Thủy, pháp danh Diệu Kỳ, quê chị ở An Giang, ngay chợ Châu Đốc, nơi có sông Châu Đốc chảy ngang qua. Chị kể do cha mẹ bị tai nạn qua đời nên từ năm 9 tuổi chị đã là trẻ mồ côi, phải tự lập mọi thứ. Năm 10 tuổi do thiếu thốn nên chị có vào chùa xin cơm ăn. Cũng từ nhân duyên đó chị biết đến Phật Pháp. Được một thời gian chị gặp sư trụ trì, bạch với thầy là mình muốn xuống tóc. Nhưng thầy không cho, thầy nói chị có căn tu nhưng bụi trần chưa hết nên xuất gia không được. Vì chị có căn tu từ nhiều kiếp nên được thầy chiếu cố đặc biệt, không cần đợi nhiều người mà làm lễ quy y cho riêng mình chị. Một hôm khi qua phòng trọ chị chơi, chị nấu một bữa đồ chay rất ngon đãi tôi. Được một lúc bỗng chị hỏi tôi: "Em có tin cõi âm không?" Tôi đáp: "Em tin, nhưng em chưa được chứng kiến." "Vậy em tin lời chị nói không?" "Tin chứ chị, vì chị mà em biết nhiều về Phật Pháp, biết đọc thần chú và cảm nhận sự mát rượi trong tâm hồn khi đọc chú." "Vậy em nè, chị sẽ kể cho em nghe chuyện về địa ngục, em có muốn nghe không?" Tôi cười cười: "Chị này khéo biết nói đùa, chuyện địa ngục sao chị biết mà kể được?" Chị lại tiếp: "Chị sẽ kể bất cứ ai muốn nghe, và đây hoàn toàn sự thật, em có căn nên em càng cần nghe." Và chị bắt đầu kể, giọng chị thông thả: "Em biết không, hồi đó năm 18 tuổi, chị bị tai nạn xe xém chết. Nhưng may chỉ bị chấn thương nặng ở tay và chân. Chị chỉ bị va đập mạnh vào xe, bất tỉnh 7 ngày liền." Tôi mới hỏi: "Vậy ai chăm lo chị trong bệnh viện?" "Là sư cô và thầy trụ trì, vì chị bị tai nạn gần nơi chị ở mà. Trong thời gian đó, chị lạc vào một khoảng không màu tối, le lói chút ánh sáng, chị thấy cha mẹ chị, rồi chị thấy Bồ Tát Địa Tạng nữa. Bình thường chị hay tụng kinh Địa Tạng, hết sức tôn kính ngài. Nay được gặp, chị mừng quá, nên khi ấy chị đã lại ngài không biết bao nhiêu cái, rồi chạy lại ôm cha mẹ mình. Chị hỏi ngài đây là nơi nào, ngài đáp đây là địa ngục, khiến chị vô cùng hoảng sợ. Địa Tạng Vương mới nói với chị: con có nhiều phước đức gieo từ ba đời nên ta cứu con khỏi vòng địa ngục, thoát cảnh chết yểu. Ta cứu con để làm lợi lạc nhân thế, đây là cầu biệt ly. Ngài chỉ về một cây cầu: con hãy tự giả cha mẹ để cha mẹ con đi đầu thai, còn con hãy về lại nơi đã đi, đừng quay lại, sau lưng con là địa ngục. Chị liền quỳ xuống và lại Địa Tạng Bồ Tát, ngàn lần cảm kích ơn đức của ngài. Ngài nói tiếp: trước con có một đời tu, nhưng con đã sát hại một sinh mạng còn non để cứu người khác, nên con phải chịu quả báo chết yểu. Cũng may do con đã tạo công đức hồi hướng cho sinh linh đó siêu thoát, và đời này con tu học theo Phật tinh tấn không hoài nghi nên thoát được nạn. Ta hiện cho con biết. Dạ thưa Địa Tạng Vương Bồ Tát, xin ngài đại từ đại bi cứu chúng sanh muôn loài, phải cho con thấy cảnh địa ngục như thế nào để con lòng thêm định tâm ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Do con trồng thiện căn lớn từ kiếp trước nên ta sẽ dẫn con đi. Trông thấy sự tình kinh sợ, con hãy ngậm viên này vào miệng và kiết ấn hai tay lại nhau. Chị liền làm theo lời Địa Tạng Bồ Tát. Hai cánh cọng sắt to lớn vô cùng mở ra. Ở trên cửa có hình đầu chó, miệng há to, trừng mắt dữ tợn.
Cổng vừa hé ra, lập tức ập đến tiếng ai oán rên la của rất nhiều người gộp lại, cộng hưởng thành một tràng âm thanh khiếp đảm. Mặt đất nơi đây phủ một màn khói lan tỏa âm u. Phía trên là một màn ánh sáng đỏ đỏ, xanh xanh, chiếu khắp rộng mênh mông, trông rất ma quái. Từng lớp người nối nhau, đi trùng trùng điệp điệp, đông đảo vô cùng. Theo sau họ là quỷ sai nhiều vô kể, đứng hai bên. Chị và ngài Địa Tạng đang bay trên hư không, trên những người đó. Chị hỏi Địa Tạng Bồ Tát, mà là hỏi bằng tâm thức, chứ không phải bằng lời nói. Dạ thưa Bồ Tát, cho con hỏi, những hàng người này là như thế nào? Những người đi vào là người đến gặp phán quan, những người đi ra là người đi tới cảnh giới khác. Dạ xin Bồ Tát cho con hỏi ngu muội, là sao không ai lễ bái người mà chỉ chăm chăm lo đi thôi ạ? Do họ vô minh nên không thấy ta, cũng như không thấy con, vì con đã được ta cho ngậm viên trấn hình rồi. Chị ngang qua một cung điện như cung vua, nhưng trong u ám chứ không sáng sủa gì. Rồi chị cùng Bồ Tát bay xuyên qua một bức vách đá, giống như nhũ thạch, đập ngay vào mắt chị là một màn hỗn chiến, thịt máu vương vãi khắp nơi, cảnh tượng hải hùng. Người với người hùng hổ lao vào đâm chém nhau không thương tiếc. Đây đó cũng có những con thú như trâu bò dùng sừng lao vào đâm túi bụi. Chị tập trung nhìn một người bên dưới, thấy anh ta bị chém tới chết, thân xác bấy nhầy. Chết rồi hoàn hồn sống lại, lại bị chém tiếp. Không biết được màn chém giết này sẽ lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Thịt máu văng tung tóe, tiếng la hét đau đớn cùng cực, tiếng đao kiếm xoang xoảng, gộp lại thành một cảnh tượng kinh tâm khiếp đảm. Bất cứ ai chứng kiến rồi đều phải bủng rủng run sợ. Chị hỏi Bồ Tát, vì sao mấy người này lại đâm chém nhau như vậy? Bồ Tát nói rằng đó là ngọn lửa sân si đốt cháy tâm thức của họ. Họ không muốn thoát, ngài cũng không cứu được. Những người này toàn là kẻ buôn bán thịt cá, hoặc câu cá, giăng lưới, bắt các loài sinh vật, hoặc đâm thuê chém mướn. Họ tự làm thì tự chịu, chứ cũng không thể cứu được, vì họ bị một màn vô minh che lấp. Tiếp theo, chị và Bồ Tát xuyên qua một nơi như miệng núi lửa bằng nham thạch nóng bỏng. Chị cảm thấy sức nóng như thiêu như đốt, dù chị đã ở rất cao. Đây là ngục thứ hai. Ngàn ngàn vạn vạn người, dù không ai thúc ép, tự nhiên lao mình nhảy xuống biển lửa, rồi họ còn bị ngàn mũi tên xuyên qua. Tiếng la hét gào khóc kinh hồn như muốn xé tan cả màng nhĩ, lẫn linh hồn của người nghe thấy. Thực sự, ngôn từ có cố gắng thế nào cũng sẽ không thể mô tả được những âm thanh, những quang cảnh kinh khủng của địa ngục. Đây chỉ là thuật lại một phần triệu tỷ những gì chị chứng kiến được. Lúc đó chị mới hỏi Bồ Tát. Bạch Bồ Tát, vì sao những người đó bị lửa thiêu, chết đi sống lại và còn bị ngàn mũi tên bắn xuống xuyên người? Vì sao Bồ Tát không cứu? Địa Tạng Bồ Tát trả lời. Những người này do tâm tham lam, bỏng sẻn, kẻ thì rút tiền của dân nghèo, kẻ thì yểm tà, mê hoặc lòng người để vơ vét tiền bá tánh. Do bị vô minh ngăn che, không thấy Bồ Tát Địa Tạng trước mắt, muốn cứu cũng chẳng được. Nếu như họ biết niệm Phật thì đỡ đau đớn rồi. Qua hai ngục đó rồi, chị cùng ngài Địa Tạng Vương xuyên qua thêm một vách ngăn giống như thạch nhũ màu trắng. Đường vân trên đó có những hình thù rất ghê rợn. Rồi chị thấy những chồng sắt, rồi cột sắt trùng trùng điệp điệp. Tất cả đã nung nóng đỏ, chỉ có nóng hơn chứ không bao giờ nguội. Người người lớp lớp phải ngồi lên những chồng sắt đó. Chúng dài khoảng hơn 10cm. Tất nhiên là đâu có ngồi yên được. Bao nhiêu mũi chồng sắt nhọn cắm vào da thịt, đau đớn khôn xiết. Các tội hồn cứ trườn lên trượt xuống, xương thịt lòi cả ra ngoài, máu tuôn như mưa. Đã thế, từ đâu nước phân, nước dãi của các loài động vật tuôn ra, họ vừa tắm máu, vừa tắm phân dãi, chịu trận suốt không ngơi nghỉ. Xong đâu chỉ có thế,
từ trên trời sấm sét đánh xuống đùng đoàn, thiêu đốt tội hồn. Đây đó lại xuất hiện những tảng đá tròn, to, nóng phừng phực lăn qua người, trăm ngàn thứ đau đớn đổ dồn lại. Mức độ khủng khiếp ở đây, chỉ dám khẳng định không có nhà văn tài ba, lão luyện nào diễn tả bằng lời mà tả nổi cảnh chị chứng kiến. Những kẻ nào tội nhẹ trong ngục này thì ôm cột đồng, lúc nóng như nham thạch, lúc lạnh như băng giá. Chị chưa kịp hỏi Địa Tạng Bồ Tát thì Ngài đã nói: ngục này dành cho những kẻ bất hiếu, trời không dung, đất không tha. Tội đã tạo khác nhau nên mới có những hình phạt nặng nhẹ khác nhau. Trên đây chỉ là phần nhỏ của địa ngục này mà chị có thể thấy, chứ toàn bộ địa ngục thì rộng ghê hồn. Em hãy tưởng tượng ngục nhỏ nhất cũng bằng hàng ngàn cây số. Tôi nói: vậy chắc ngục nhỏ thì bằng nước Việt Nam mình phải không chị? Em nói đúng đó. Mỗi ngục đều rất rộng, vô số chúng sanh trong đó, dày đặc nhung nhúc. Ngục tiếp theo chị đến, dù kinh dị không bằng ba ngục chị vừa kể, nhưng lại ghê tởm, ớn đến tận ốc, từng cơn nổi da gà. Ngục này chứa những hầm cơm dư thừa, nhung nhúc dồi ngoe ngoẩy, rồi cả bọ chét và kiến, đủ thứ côn trùng kinh tởm. Những người chịu phạt phải ở trong hầm đó, phải ăn nuốt những đồ ăn dư thừa đã đổ bỏ phí phạm khi sống. Còn có những hầm phân của các loài động vật, các tội hồn phải ở trong hầm thưởng thức hết những phân tiểu hôi thối nồng nặc ấy. Đặc biệt là mỗi người một hầm, mỗi hầm chỉ to cỡ tòa nhà 5 tầng thôi. Phân vơi đi là tự động dâng đầy lên, mà khi nào hưởng hết một hầm đó thì mới đầu thai. Và chị còn thấy một loại hầm đặc biệt nữa, hầm đó chứa toàn xác chết, hôi thối tởm lợm, các tội hồn phải nuốt sống nuốt tươi những thứ thịt ấy, vì khi còn sống sát hại sinh vật, mổ heo, mổ bò, bán thịt chó, vân vân. Chứng kiến tận mắt cái hầm đó rồi, chị sợ phát khiếp nên chị mới phát tâm ăn chay tới nay. Có tiền là phóng sanh, cầu sám hối tội cũ. Tội nghiệp những chúng sanh trong đó, nếu họ chịu thành tâm niệm Phật là Bồ Tát cứu được rồi. Nhưng mê muội không niệm được thì Bồ Tát đành chịu. Bồ Tát từ bi luôn thương xót những kẻ lầm đường lạc lối chịu hình phạt, đương nhiên là muốn cứu vớt họ. Nhưng mà họ không phát tâm niệm Phật được thì Địa Tạng Bồ Tát cũng chịu thua. Chị được Ngài dẫn qua một ngục khác. Ngục này thì chị thấy rất đặc biệt, vì có đầy vàng bạc, châu báu, kim cương, tiền bạc chất như núi, lấp lánh rất đẹp. Nhưng em biết không, họ phải ăn nuốt những thứ đó. Các tội hồn bị những vàng bạc bao vây, từng tảng rơi xuống như mưa đá. Trúng người nào thì bể đầu nát óc, máu chảy như mưa. Người thì bị đè, kẻ thì bị vàng bạc phóng xuyên người, hoặc rơi vào tai miệng tắc nghẽn ở đó. Hoặc vàng bạc lọt vào bụng thì nở phình to ra hơn bụng của mấy bà bầu, vừa nặng vừa đau. Địa Tạng Bồ Tát nói, đó là hình phạt cho những người tham lam tiền bạc, ích kỷ, bỏn sẻn, mua bán gian lận kiếm lời, những kẻ quan chức tham ô của dân, vân vân. Ở một chỗ khác, chị thấy có những chiếc xe không người lái cán nát bét những tội hồn, phọt cả óc, lòi cả xương ra. Người này phải nhặt những mảnh xương thịt của người kia để tiến hành lắp ghép, hoàn xác sống lại. Cứ như thế luân phiên nhau. Ghê rợn nhất là cái màn ghép tay chân, tim phổi lại. Không ghép thì tự người đó đau đớn kinh khủng. Cứ như thế, trong một ngày mà từng người cứ diễn đi diễn lại thảm cảnh bị xe đâm nát bét, văng ra thành từng mảnh xương thịt, rồi lại chấp nối lại, cả ngàn lần chết đi sống lại. Đây chính là quả báo của những tài xế cố ý đâm chết người hoặc gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ở một chỗ khác, có cỗ máy rất to lớn, nghiền nát người ra từng mảnh nhỏ, thịt tuôn ra đến đâu, ruồi bọ bu đen đến đấy, rồi lại bị xay tiếp cho đến khi nát như bột. Xong rồi thì hoàn hồn lại, bắt đầu xay lại từ đầu. Tội hồn cứ như thế, bị hành hình đến khi nghiệp hết, mới chuyển sang những ngục khác chịu hình phạt của những tội khác. Đây cũng là địa ngục cuối mà chị đến. Những địa ngục mà chị chứng kiến
cũng chỉ là một góc nhỏ trong hàng ngàn cửa ngục ở đây mà thôi. Đầu đầu cũng là tột đỉnh đau đớn, quỷ khóc, sói gào, thảm thiết. Đầu đầu cũng là xương tan thịt nát, chết đi sống lại đến vô cùng. Thật là buồn, loài người khi còn sống, sao cứ tạo ác để thọ nhận đau đớn như thế? Sung sướng trong kiếp người thì đáng bao nhiêu khi so với những đau đớn tột cùng, nói nhau bất tận này. Sau đó, chị được Địa Tạng Bồ Tát dẫn lên dương thế, đến chỗ thân xác bất động của chị. Bồ Tát nói chị hãy nuốt viên ngọc Bồ Tát từng đưa cho chị lúc trước, mà nãy giờ vẫn ngậm khi chị tham quan cảnh địa ngục. Chị nuốt từ từ và thấy Bồ Tát niệm câu gì đó, hồn liền nhập lại vào thân xác. Chị bật tỉnh, nhìn hướng Bồ Tát đang đứng thì không thấy Bồ Tát nữa, nhưng chị vẫn nghe âm thanh Ngài nói văng vẳng trong tâm. Con hãy tu học Phật tinh tấn hơn nữa, rồi con sẽ thấy những cảnh khác, và hãy làm lợi lạc cho chúng sanh khi họ cầu học Phật Pháp. Chị bật ngồi lên, giống như người đã lành hẳn, quỳ sụp xuống lại Bồ Tát, lại không biết mệt, vừa lại vừa khóc như mưa. Rồi khi đó mọi người ùa đến bên chị. Một lượt chia sẻ hoặc một câu bình luận của bạn đều sẽ giúp cho nhiều người tiếp cận được bài viết hơn. Xin các bạn đừng ngại bỏ thêm chút công sức để chung tay đem thiện pháp, đem đạo lý nhân quả Phật dạy đến với nhiều người. Cuộc đời bớt đi một chút tâm tối của vô minh, tăng thêm chút ánh sáng của Phật Pháp, công đức vô lượng. Truyện thứ nhất, một câu Phật hiệu khởi tử hồi sinh. Có một vị liên hữu ở làng Bắc Đồn, ngoài ô của Đại Trung, tên là Lại Lâm Trì. Vì chồng của bà tên là Tuấn, cho nên mọi người đều gọi bà là Thím Tuấn. Năm nay bà 64 tuổi. Mỗi thứ Tư và thứ Bảy, bà đều đến thư viện và liên xã chùa Từ Quang nghe thuyết pháp. Hai thời khóa tụng sáng tối chỉ biết niệm Phật. Bà có một người con gái tên là Lan. Năm 18 tuổi đã lấy chồng và sinh được một đứa con trai tên là Đạt Tử. 13 năm trước, lúc Đạt Tử vừa mới 3 tuổi, một hôm đi chơi trước cổng, bỗng nhiên có một con heo nái chạy lại đụng ngã Đạt Tử. Từ hôm đó trở đi bị sốt cao, lại hôn mê bất tỉnh. Theo chẩn đoán của bác sĩ là viêm màng não. Trung y, tây y, thuốc thang gì đều vô hiệu. 20 ngày sau chị chết. Vào khoảng 8 giờ tối là giết thở. Người trong nhà để Đạt Tử trên nền gạch trong phòng khách, dùng một bao vải rách đắp lên. Giấy khai tử mọi việc chuẩn bị xong, dự định sáng mai đem đi chôn. Thím Tuấn nhìn thấy đứa cháu chết đi, vô cùng đau lòng. Chiều tối đó đến thời khóa, bà vẫn cứ lên niệm Phật như thường, nhưng tình cảm đau thương khó mà ngăn chặn. Bà vừa niệm Phật vừa khóc, hướng lên Phật Bồ Tát nói rằng: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, các ngài sao không phò hộ cho con? Dùng này chỉ có mình con tin Phật, niệm Phật, vậy mà người ta còn cười con. Đã nghèo mà còn bày đặt tin Phật, niệm Phật cái gì? Sau này nhất định họ càng cười con. Phật Bồ Tát ơi, các ngài sao không phò hộ cho con? Thím Tuấn lại khóc to lên một hồi, rồi nặng nề lên giường đi ngủ. Nhưng nhớ lại đứa cháu dễ thương bị chết đi, bà lăn qua lăn lại hoài mà không ngủ được. Vào khoảng 4 giờ hơn, bỗng nhiên thấy một đạo kim sắc quang minh, ánh sáng màu vàng từ trong hư không xẹt thẳng vào trong nhà khách. Ánh sáng rực rỡ không thể nghĩ bàn. Trong khoảnh khắc, bỗng nhiên nghe được tiếng của Đạt Tử hơn 20 ngày không biết khóc và tay chân cứng còng khóc ré lên. Thím Tuấn và con gái là A La vội vã tới xem, thấy hai tay của Đạt Tử đã kéo cái bao vải ra. Hai mẹ con vừa mừng vừa sợ, bế nó lên và rót cho nó một tí nước thì nó cũng uống được. Thật là không thể nghĩ bàn. Sáng sớm hôm sau, hai mẹ con lại bồng Đạt Tử đi Bắc Đồn cho bác sĩ khám. Bác sĩ cũng thấy kỳ lạ,
làm sao chết rồi mà sống lại. Bảo hai mẹ con nhanh chóng đưa lên bệnh viện tỉnh Đại Trung. Lúc đó Thiếp Tuấn yêu cầu tôi phụ giúp bà đưa cháu đi bệnh viện nhập viện. Đạt Tử liền được đưa đi bệnh viện ở Đại Trung vào khoa nhi. Nhưng khi Thiếp Tuấn nhìn thấy mấy chục đứa nhỏ bị viêm màng não trong bệnh viện bị biến dạng kỳ quái, có đứa mắt lệch, có đứa miệng méo, có đứa tay chân không động đậy gì hết, trong lòng rất là buồn. Bà hỏi thăm thì đa số nhập viện từ 6 tháng đến 2 năm, sức khỏe vẫn chưa bình phục, mà bác sĩ chẩn đoán cho Đạt Tử tối thiểu phải nằm viện 4 tháng, còn khả năng hết bệnh hay không cũng không dám chắc. Thiếp Tuấn mới nói với tôi, về tình hình kinh tế nhà tôi làm sao có thể nằm viện lâu đến 4 tháng được. Tôi liền khuyên bà rằng, Thiếp Tuấn à, thiếp thật là cả đời khôn ngoan, đã đi tính dài một lúc. Đạt Tử đã nhờ phước ấm của thiếp mà được Phật Bồ Tát phò hộ, mới chết mà được sống lại. Tôi nghĩ cháu nhất định sẽ khỏi. Chỉ cần chúng ta vừa cố hết sức trị liệu cho cháu, vừa thành khẩn cầu Phật Bồ Tát cứu giúp, rồi mới phó mặc mạng cho trời. Thiếp Tuấn vẫn còn do dự, chưa quyết định. Rốt cuộc tôi lại khuyên bà, thôi nằm tạm 2 tuần đi, khỏe hay không cũng xuất viện, nhưng thiếp cần ở lại bên cạnh Đạt Tử niệm Phật, không được gián đoạn. Thiếp Tuấn cuối cùng bị tôi thuyết phục, bèn làm thủ tục nằm viện điều trị. Đạt Tử nằm viện trị liệu được tốt đẹp, sốt cao đã lui dần, tròng đen con ngươi vốn đã bị lật vào trong, chỉ còn thấy tròng trắng, nhìn không thấy người. Cũng ngày một khôi phục như cũ, dần dần cũng đã nói chuyện lại được, xưng hô với người thân cũng từ từ rõ ràng lại. Khoảng 1 tuần Thiếp Tuấn muốn về nhà, liền kêu A Lan lại thay thế cho bà chăm sóc Đạt Tử. Nhưng có điều kỳ lạ là Thiếp Tuấn vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì bệnh của Đạt Tử lại nặng trở lại, trong miệng nổi lên 2 cái lưỡi và trạng thái hôn mê cũng trở lại, còn chảy máu đầy cả miệng. Bác sĩ liền dùng bông gòn nhét vào giữa 2 hàm răng. Thiếp Tuấn vừa về đến trong nhà, con rể bà liền nói, má à, má về làm gì, nhanh chóng đi vào bệnh viện lại đi, nhanh đi nhanh đi. Thiếp Tuấn trở lại bệnh viện, vừa thấy biến chứng của cháu như thế, liền vội ngồi xuống bên mình cháu, chí thành niệm Phật. Kỳ tích lại phát sanh lần nữa, thật là vạn đức hồng danh linh nghiệm không gì bằng. Bà niệm được nửa giờ, Đạt Tử đã thở nhẹ nhẹ đi vào giấc ngủ. Lúc thức dậy, chứng bệnh 2 lưỡi đã hết, thật là Phật Pháp vô biên. Thiếp Tuấn đi về chỉ có 3 tiếng đồng hồ mà bệnh tình đã biến đổi xấu nghiêm trọng như thế. Khi trở lại vừa qua niệm Phật thì bệnh càng lúc càng hồi phục bình thường. Đến ngày thứ 13, bác sĩ tuyên bố ngày mai có thể xuất viện. Mọi người đang vui mừng, nhưng vào lúc nửa đêm, bệnh của Đạt Tử lại lần nữa biến đổi xấu nghiêm trọng, phát sốt rất cao. Trong khoảnh khắc, Thiếp Tuấn vô cùng hốt hoảng, nhất thời không có cách gì, bèn lấy 10 đồng kêu A Lan đi ra chợ tìm thầy tướng số, đưa ngày sinh tháng đẻ của Đạt Tử cho thầy đoán xem số mạng của nó có tới số chết chưa. A Lan đi xem số mạng về nói, trong số mạng của Đạt Tử mang chứng tê liệt, 53 tuổi chắc chắn bị phát sởi mà chết. Lúc đó bác sĩ và y tá lại đến chẩn bệnh, lột hết quần áo của Đạt Tử ra xem. Phía sau lưng phát hiện đầy những chấm đỏ nhỏ, liền lắc đầu nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Thằng bé này đột nhiên lại phát sởi, sau khi bị viêm màng não lại bị sởi, rất dễ dẫn đến sưng phổi. Nếu như thế thì thật không còn cách trị. Thiếp Tuấn và A Lan trước đã nghe đoán số mạng sẽ chết, nay bác sĩ cũng nói sẽ chết, càng đau lòng vô cùng. Lúc đó lại hối hận là không nên vào viện. Trong 2 tuần đã tốn hết 1000 đồng. Lúc đó tôi cũng ở kế bên, liền nói với họ rằng, có lẽ Đức Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi thương xót cho bà, là người đệ tử trung thật mới đặc biệt gia bị, khiến Đạt Tử trước khi xuất viện tái phát sởi. Ở trong bệnh viện y dược dễ dàng thuận tiện,
Chứ nếu sau khi xuất viện về nhà rồi mà sởi tái phát thì càng nguy hiểm hơn. Không tin ở lại thêm một tuần lễ nữa liền có thể bình an xuất viện. Bây giờ bà phải khẩn thiết hơn nữa ở bên cạnh nó, niệm Phật, không được gián đoạn, không nên nản lòng. Lúc đó tôi cũng chỉ an ủi họ như thế thôi. Thật ra tôi còn sốt ruột hơn họ nữa. Một tuần lễ trôi qua, trải qua sự trị liệu rất thuận tiện. Quả nhiên đạt tử đã vượt qua cửa ải tử vong một cách an nhiên, có thể xuất viện được rồi. Nhưng theo nguyên tắc của bệnh viện, người bệnh muốn xuất viện nhất định phải qua bác sĩ tái khám một lần. Khi bác sĩ khám lại cho đạt tử, miệng nói luôn không ngớt: kỳ lạ, làm sao mà bệnh trạng nghiêm trọng quá sức như thế lại mau khỏi như vậy? Liền hỏi Thiêm Tuấn: trong miệng bà không ngớt niệm những gì vậy? Thiêm Tuấn nói: niệm A Di Đà Phật. Bác sĩ nghe xong nói: mẹ tôi cũng là người ăn chay trường 20-30 năm nay rồi, vì sao không biết niệm A Di Đà Phật? Đáng tiếc Thiêm Tuấn không biết trả lời, lỡ mất một cơ hội. Lại nói về đạt tử, từ khi xuất viện về nhà, sức khỏe cùng với những đứa trẻ bình thường khác mạnh khỏe như nhau. Nhưng hay hỏi bà ngoại: con còn nhỏ như thế này, tại sao biết tự mình ăn cơm, lại biết nói chuyện, biết đi? Có lẽ do bị ảnh hưởng viêm não nên hơi bị thần kinh, lời của dịch giả. Thiêm Tuấn liền đổi tên nó là A Châu. Thời gian qua như tên, mới chớp mắt, A Châu năm nay đã 17 tuổi. Anh ta thường ngày làm việc rất siêng năng, lại hiếu thuận với người lớn, là một thanh niên tốt của lễ giáo nhân nghĩa. Cuối cùng chúng ta hãy nghiên cứu một chút. Một câu thánh hiệu này thế mà hơn khoa học. Hãy xem các bác sĩ đã nghiên cứu khoa học mấy chục năm, họ chẩn đoán nếu như thằng nhỏ nằm viện ít nhất phải 4 tháng, còn khả năng khỏi hay không còn không dám chắc. Và một vị khác có khả năng bói bát tự, khéo đoán về âm dương, đoán là chỉ sống có 3 tuổi bị ban sởi mà chết. Rốt cuộc bị câu thánh hiệu A-di-đà Phật mà tiêu tai giải nạn, gặp dữ quá lành. Nhưng có lẽ có người sẽ hoài nghi: niệm Phật thì không chết ư? Đương nhiên tôi không dám nói quả quyết như thế, do vì đời người có sanh ắt có tử. Nhưng trong kinh có nói rằng chí tâm niệm một câu A-di-đà Phật có thể tiêu diệt tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp. Chỉ cần xem người niệm Phật có phải là chí tâm niệm hay không. Nếu như không chí tâm niệm Phật, không có cảm ứng, không tự trách mình, lại đi trách ai đây? Truyện thứ hai: Bồ Tát thị hiện khuyến hóa niệm Phật. Đầu tuần tháng 5 năm ngoái, con gái của Thiếm Tuấn là A Lan, do vì đẻ non nên sức khỏe rất yếu, một hôm bị băng huyết té ngã trên giường hôn mê. Thiếm Tuấn tưởng cô ta ngủ không để ý. Vài giờ sau tỉnh dậy, cô nói với mẹ: con vừa rồi bị hôn mê, thần thức sợ sệt đi đến một nơi rậm rạp tùm, dường như rất xa, nhưng con vẫn cứ đi mãi về phía trước. Giữa đường gặp một người nữ trẻ tuổi, rất là đoan chánh trang nghiêm, vừa chặn con lại, lại thêm duỗi tay đẩy con một cái té lộn nhào. Lúc bò dậy con liền mắng cô ta: ngươi, cái cô gái này sao mà vô cớ xô ta vậy? Tên cô là gì? Cô gái đó liền nói với con rằng: chỗ này không phải chỗ người đến, mau mau về đi, ngươi về nhà sẽ biết tên ta. Nói như thế xong, cô liền cung kính chắp tay lại miệng niệm: Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó con liền tỉnh dậy. Thiếm Tuấn nghe xong liền nói với con gái rằng: cô gái đó e rằng chính là Quán Thế Âm Bồ Tát biến hóa ra để cứu con đó, có khả năng là Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát rồi. Từ đó về sau, sức khỏe của A Lan phục hồi mạnh khỏe như thường. Sau việc đó, Thiếm Tuấn đến liên xã thăm tôi và kể cho nghe chuyện của A Lan trải qua, và còn hỏi tôi rằng:
tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát cũng phải chắp tay niệm A Di Đà Phật? Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là một trong tam thánh của Tây Phương Cực Lạc thế giới sao? Tôi liền nói với bà ta rằng, Quán Thế Âm Bồ Tát chắp tay niệm Phật là dạy cho A Lan niệm, không phải ngài tự mình cần phải niệm. Đây chính là dùng tự bản thân làm khuôn phép dạy cho người, tức thân giáo, muốn khuyến hóa A Lan con gái của bà. Không niệm Phật làm sao có thể thoát ly được ta bà khổ hải, khỏi vào trong vòng luân hồi. Từ đó, con gái của Thiếm Tuấn cũng bắt đầu niệm Phật. Truyền thứ ba, Phật A Di Đà phóng quang gia bị. Đây là một câu chuyện thật xảy ra vào ngày mùng 9 tháng 11 âm lịch năm Dân Quốc thứ 52. Dân Quốc sơ niên là 1911. Do niệm một câu Đại Chú Dương Vạn Đức Hồng Danh mà được cảm ứng không thể nghĩ bàn. Một phụ nữ họ Lại ở trong vùng nông thôn mới do thành phố Đại Trung hỗ trợ. Năm nay 54 tuổi, bà đã từng dẫn đứa cháu mới 5 tuổi của bà sang một vị liên hữu tên Lý Kim Phương đối diện với nhà bà để nhờ gia trì chú Đại Bi thâu cảnh. Gia trì chú Đại Bi thâu cảnh là một phương pháp rất hiệu nghiệm, cũng là một pháp môn phương tiện hay khéo khuyên người niệm Phật. Buổi trưa mồng 9 hôm đó, bà họ Lại đang làm việc trong nhà bếp, bỗng dưng đầu bà cúi gục xuống, toàn thân co giật. Đứa cháu 5 tuổi đó thế mà rất thông minh, thấy tình trạng như thế vội vã chạy sang nhà đối diện lớn tiếng kêu lên: "Bà cụ ăn chay ơi, bà cụ ăn chay ơi, mau qua giúp bà của con thâu cảnh." Vị liên hữu Lý Kim Phương lập tức đến nhà bếp bà Lại, vừa xem bà giật mình hốt hoảng, chỉ thấy bà Lại hai con mắt trắng dờ, đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Bà mẹ chồng hơn 70 tuổi đang đỡ một bên hông phải của bà ta, đứa con trai lớn đang đỡ hông bên trái. Hai người đều sợ đến mức chỉ biết kêu la. Vị liên hữu Lý Kim Phương bảo họ cần phải trấn tĩnh và mọi người phải cùng nhau niệm A Di Đà Phật. Như thế niệm được khoảng 20 phút, bà Lại đang trong hôn mê thở ra một hơi mới mở miệng nói: "Ông ta đứng ở kia kìa, bảo tôi đi với ông ta." Vị liên hữu Kim Phương hỏi bà ta: "Ông ta là ai vậy?" Bà Lại đáp: "Là ông Lâm chồng tôi." Vị liên hữu Kim Phương vừa cao giọng niệm Phật vừa nói với hồn quỷ rằng: "Ông Lâm mà, ông không nên dẫn bà Lại đi, mà nên cố gắng phò hộ sức khỏe của bà được bình an, vì bà ấy là một người con dâu hiếu thảo, trên thì lo hầu hạ mẹ của ông, dưới còn có con nhỏ chưa trưởng thành cần phải nuôi dạy. Ông nhất thiết không được dẫn bà ấy đi." Bà mẹ chồng của bà Lại lúc đó cũng nói: "Con à, từ sau khi con qua đời, vợ con và mẹ cùng nương nhau mà sống, con không được dẫn nó đi. Còn nếu dẫn nó đi, để lại mẹ già cả thế này và mấy đứa nhỏ còn nhỏ như thế kia, làm sao mà sống đây? Như vậy con chính là đại bất hiếu." Vị liên hữu Kim Phương lần nữa lại khuyên hồn quỷ: "Ông Lâm mà, ông phải nên niệm A Di Đà Phật, phát nguyện cầu sanh Tây Phương mới có lối thoát. Luân hồi trong sáu đường là cái khổ nói không cùng. Bây giờ tôi niệm A Di Đà Phật, ông cũng phải phát tâm niệm A Di Đà Phật theo." Nói xong liền niệm A Di Đà Phật, niệm liên tục không dừng. Niệm được khoảng nửa tiếng đồng hồ thì nghe bà Lại bắt đầu nói: "Tam tiên ánh vàng rực rỡ, tam tiên ánh vàng rực rỡ, chồng tôi cũng đi rồi." Vị liên hữu Kim Phương hỏi bà ta: "Bà hỏi thử xem, tam tiên tên là gì?" Bà Lại nói: "Hồi đó là Phật A Di Đà phóng quang gia bị." Bà Lại đang trong hôn mê tức thời tỉnh táo trở lại, chưa đầy mấy ngày sức khỏe của bà bình an vô sự. Tam tiên tức là tam tôn, do vì bà Lại không phải tín đồ chính thức của Phật giáo nên không biết tôn xưng tam tôn. Bà Lại lần này bị sự nguy khốn đó cũng không phải không có nguyên nhân. Việc xong, bà mẹ chồng của bà ta
nói với vị Liên Hữu Kim Phương rằng: "Thằng Lâm con tôi sau khi kết hôn với con dâu họ Lại này chưa từng có gây gổ với nhau lần nào. Thật là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Từ 3 năm trước khi thằng Lâm chết rồi, con Lại ngày ngày đều thương nhớ chồng. 10 mấy hôm trước, nó một mình đi ra mộ dọn dẹp, cúng bái, khóc lóc thảm thiết một trận nữa. Cho nên bắt đầu từ hôm đó, đêm nào cũng mộng thấy hồn chồng về trong nhà. Điều kỳ lạ là không chỉ một mình nó mộng thấy, trong nhà lớn nhỏ đều mộng thấy cả." Vị Liên Hữu Lý Kim Phương có hơi không hiểu: "Tại sao một người đã chết 3 năm rồi, thần thức còn ôm giữ trong mộ?" Riêng tôi cho rằng việc này có 2 cách giải thích. Một là ông Lâm này lúc còn sống chấp ngã rất nặng, cho nên sau khi chết đọa vào quỷ đạo vẫn lưu luyến cái thi thể cũ của mình như trước mà trở thành loài quỷ dữ xác. Hai là lúc bà Lại đi ra mộ quét dọn cúng bái thì những cô hồn ngạ quỷ ở gần mộ đó biến hóa ra hình tướng của ông Lâm theo bà ta về nhà làm loạn. Căn cứ theo trong kinh Địa Tạng có nói, cõi Diêm Phù Đề này người hành thiền lúc lâm chung cũng có 100.000 quỷ thần ác đạo hoặc biến ra làm cha mẹ, dẫn đến biến ra những bà con quyến thuộc dẫn dắt người chết khiến vào được ác. Huống nữa là người lúc sống vốn tạo ác nghiệp. 2 cách giải thích trên đây không biết thuộc về cách nào. Những vị độc giả thông minh, các ngài có thể giải đáp cho tôi không? Truyện thứ 4: Mẹ già niệm Phật, con được tai qua nạn khỏi. Vị Liên Hữu Lý Thủy Cẩm, trưởng ban Kim Cang trong Liên xã ở Đài Trung, là một vị đệ tử Phật phát tâm Bồ Tát rất thành khẩn. Nhà của bà ở số 31 đường Nam Kinh trong nội thành, chẳng những làm cho cả gia đình theo Phật mà còn độ được cả nhà của mẹ mình. Nhà của mẹ bà ở trên núi làng Minh Tú, trấn Sa Lộc. Vào ngày mùng 8 tháng 9, 8 năm về trước, bắt đầu mời các vị hoàng pháp trong liên xã đến đó tuyên giảng chánh pháp, khuyên người niệm Phật. Trong nhà bà thờ phụng tượng Tây Phương Tam Thánh, đặt tên là Tín Nghĩa Đường, lại còn lấy ngày mùng 8 tháng 9 hàng năm làm ngày lễ kỷ niệm định kỳ. Những tín đồ ở gần đấy mỗi lần đến ngày đó đều sắm sửa hương hoa quả phẩm đến Tín Nghĩa Đường lễ Phật nghe pháp. Ngày mùng 8 tháng 9 năm Dân Quốc thứ 52, Học Nhân, lời khiêm xưng của tác giả sách này, tức Kháng Trị, được mời đến đó giảng Phật pháp kết duyên. Hôm đó có một bà lão cùng một người nam trong tay bưng một khung kiếng đi đến Tín Nghĩa Đường. Trên mặt hai người lộ nét rất vui vẻ, ở trước Phật nằm vóc sát đất, rất là cung kính dập đầu 3 lạy. Tôi nhìn thấy không khỏi hiếu kỳ, liền đến hỏi bà lão: "Các vị tin Phật lễ bái thành khẩn như thế, không biết là nhân duyên gì?" Lúc đó bà lão lập tức trả lời rằng: "Tôi đến để đáp tạ Phật Bồ Tát đã phò hộ." Tôi tìm cho bà ta một chỗ ngồi, thế là bà từ từ nói ra một đoạn nhân duyên tin Phật như sau: "Vào trung tuần tháng rồi, có một đêm tôi nằm mộng, thấy răng của tôi toàn bộ rụng hết. Trời sáng thức dậy, suy nghĩ đây là một điềm báo trước không tốt lành. Tôi liền đem việc chiêm bao không tốt lành này nói với em dâu Cẩm Tỷ. Cô ta dạy tôi quỳ trước Phật, nhất tâm niệm Phật, khẩn cầu Phật Tổ phù hộ cho cả nhà bình an, gặp dữ hóa lành, nạn lớn biến thành nhỏ, nạn nhỏ biến thành không." Bà lão nói một mạch đoạn nguyên nhân trước này, dừng lại một chút lại nói tiếp: "Tôi có đứa con lớn tên là Thành, làm công nhân đốt than trong vùng núi sâu ở miền Trung. Sáng hôm đó nó đang công tác nổi lửa đốt củi thì bên tai bỗng nghe có tiếng người gọi: Thành à, về nào. Nó quay nhìn xung quanh, hoàn toàn không thấy ai, tại sao lại có tiếng kêu. Lại chạy ra bên ngoài nhìn xem cũng chẳng thấy người nào gọi nó. Nhưng khi nó đi lại vào trong nhà
thì bên tai lại nghe tiếng gọi: "Thành à, về nào." Lúc đó anh Thành cảm thấy rất kinh ngạc, liền nghĩ bà mẹ già hơn 70 tuổi ở nhà có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không. Lập tức đến ông chủ xin nghỉ phép, kiên quyết sửa soạn hành trang về nhà thăm. Khi anh Thành vài màn quần áo, mền bông rời khỏi nơi đốt than khoảng hơn 100 bước, thì bỗng nghe tiếng binh một cái thật to, quay đầu nhìn lại xem thử. Thì chính là cái gian nhà của anh ở đốt than vừa bị sập xuống. Anh Thành lúc đó thở phào ra một hơi, mừng rỡ đã thoát khỏi tai nạn bị đè chết. Trong lòng rất là an ủi. Sau đó anh vẫn cứ vai mang hành lý lên đường về nhà. Suốt đường đi toàn là đường núi. Anh Thành vượt qua mấy ngọn núi rồi, còn phải đi qua một cái khe núi lớn. Cái khe núi này không có cầu, mà phải dùng một loại dây thừng to, cái giỏ tre để làm dụng cụ qua lại hai bờ. Người ngồi trong cái giỏ tre, trên hai bờ đều có người kéo dây thừng qua lại cho khách. Anh Thành cần qua khe núi này cũng không ngoại lệ. Ngồi trong giỏ tre, mền bông và các thứ vân vân đều để kế bên. Đang lúc được kéo đến giữa khe thì bỗng nhiên dây thừng bị đứt, cả người và hành lý đều bị rớt xuống khe và bị nước cuốn đi. Do vì khe sâu mấy trượng nên nước trong khe chảy rất mạnh, người ở hai bên bờ đều đành bó tay, không có cách gì, chỉ có kêu lên tội nghiệp mà thôi. Anh Thành rơi vào trong khe cũng tự lượng không sống được, nhưng bị nước cuốn đi một đoạn, kỳ tích lại phát sinh. Anh ta đang quẩy đạp trong nước, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng ở trong khe phát hiện một đám cỏ nước, tay mặt tức thời nắm đám cỏ nước đó, chuyển mình một cái liền đứng lại trong nước, sau đó bò dần lên trên bờ. Đương nhiên là những hành lý vân vân đã bị nước cuốn trôi mất. Đơn độc một thân, rốt cuộc được bình an vô sự về đến nhà. Trên đây là câu chuyện thật, không thể nghĩ bàn như thế, do bà lão đó kể lại. Nhờ mẹ già nhất tâm niệm Phật mà cảm ứng được người con tiêu tai thoát nạn nguy hiểm hai lần. Truyền thứ năm: chị lại Phật, em trai được nhờ phước. Phật và Bồ Tát là thầy tốt, là phước điền của chúng sanh. Vị liên hữu Lý Thủy Cẩm cũng là một vị thiện hữu tri thức, gieo rắc hạt giống Bồ Đề. Bà mỗi lần mời hẹn các nhân viên hoằng pháp của liên xã ở Đài Trung. Ngày giờ đã định xong, liền về nhà trước khi đi tuyên truyền khắp các nơi ở trên núi. Già trẻ trai gái không ai không đến niệm Phật nghe pháp. Gieo giống thì nhất định sẽ nảy mầm, có niệm Phật thì nhất định có cảm ứng. Vào khoảng tháng 5 năm trước, có một hôm vị liên hữu Thủy Cẩm nói với tôi: "Trong xóm nhà của mẹ tôi có một bé gái 10 tuổi rất là thông minh và có căn lành. Cô ta lần nào cũng đến tham gia nghe các vị giảng về Phật pháp, cảm thấy rất là hay, bèn phát tâm hàng ngày niệm A Di Đà Phật. Do vì trong nhà cô ta chưa có lập bàn thờ Phật, cho nên sáng tối đều đến nhà bên cạnh có bàn thờ Phật để nhờ lại Phật. Khoảng mấy tháng sau, đứa con trai ở nhà của bàn thờ Phật kia mắng cô: "Mày không biết thể diện, không biết xấu hổ, Phật ở nhà tao không cho mày đến lại." Cô gái thông minh này không dám đến nhà đứa con trai kia lại Phật nữa, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ nghĩ đến lại Phật, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm. Có một đêm đang ngủ, bỗng nhiên thức dậy, quỳ trên giường, chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mãi không thôi. Mẹ của cô ta cũng thức dậy nói: "Con nhỏ này nửa đêm nửa hôm thức dậy làm gì vậy?" Cô bèn nói: "Má, con thấy được kim thân to lớn của Đức Phật A Di Đà, diện mạo tươi vui, từ trong hư không bay đến trước mặt con. Con vội vã thức dậy cung kính niệm Phật. Má, con rất mong có được một tượng Phật để cúng dường. Con cầu xin má thỉnh một tượng Phật về nhà thờ được không má?"
Cô ta chắp tay lại cầu xin mẹ. Má, con nghĩ ra rồi, con heo đất của con ngày mai sẽ đập ra. Có được bao nhiêu tiền, nhờ ba đến đường Sa Lộc thỉnh về một tượng. Như thế mỗi ngày con đã có Phật, có thể lễ lại được rồi. Má của cô ta liền hứa nhận lời. Sáng sớm thức dậy, đập vỡ con heo ra, đếm. Tất cả được 28 đồng. Cha của cô ta đi đến đường Sa Lộc, tìm được một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, đến 50 đồng thỉnh về nhà. Buổi sáng ngày mồng 1 hôm đó liền an vị tượng. Mẹ cô ta chuẩn bị bánh dày đỏ và mua về hương hoa quả phẩm vân vân. Đang khi cả nhà vui vẻ, bỗng nhiên phát hiện mất đứa em trai 4 tuổi của cô bé. Thế là cả nhà hoảng hốt, lập tức cho người đi tìm khắp nơi. Đồng thời tổng động viên mấy trăm người bà con trên núi dưới núi chia ra đi tìm. Ngay cả mấy ao cá lớn trong làng cũng đều có người lặn xuống mò tìm, vẫn không tìm ra. Từ sáng đến tối vẫn không tìm được. Có mấy người cười cha mẹ cô ta rằng: vợ chồng mấy người là người lớn mà cũng đi nghe lời của con nít, muốn lại Phật cái gì. Mấy người hôm nay á cũng chính vì bận lo việc an vị tượng Phật mới xảy ra đại họa như thế. Tội nghiệp cho cô bé thông minh này, vì người này một câu, người kia một câu đàm tiếu, sợ đến nỗi một mình lén lén quỳ trước tượng Bồ Tát, hai mắt đoan trọng lệ rơi, khổ sở cầu xin: Phật Bồ Tát ơi, các ngài phải phò hộ cho đứa em trai 4 tuổi của con được bình an về nhà. Nếu như xảy ra điều không may gì, con từ nay về sau không thể tiếp tục lại Phật niệm Phật được nữa. Những người hàng xóm đây cũng không dám tin Phật nữa. Lúc đó cha của đứa bé sực nhớ lại, thằng bé 4 tuổi này sau khi sanh đã từng có đi xem quẻ bát tự, bát tự Hạ Lạc, liền tìm trong tủ lấy ra tờ giải về số mạng của thằng bé đưa cho mọi người xem. Quả nhiên trong quẻ giải viết rất rõ ràng vào năm đó tháng đó, vừa khéo chỉ đúng vào tháng này năm này, sẽ xảy ra tai họa bất ngờ. Thế là mọi người nhìn nhau, nhưng rồi cũng không ai biết làm thế nào. Nguyên thằng bé 4 tuổi này từ lúc sáng sớm tự mình chạy ra khỏi nhà, cũng không biết là thuận theo đường sắt dọc biển hay là từ đường đó chạy đi thẳng một mạch đến hơn 5 giờ chiều. Ở gần trạm xe Dương Điền có một anh sinh viên trẻ trông thấy nó một mình cắm đầu chạy trên đường sắt. Anh sinh viên trẻ đó liền kêu: em bé, ở đó nguy hiểm lắm, mau dừng lại đi. Thằng nhỏ cũng chẳng thèm quay đầu lại, cứ cắm đầu chạy miết. Anh sinh viên tốt bụng này liền chạy thẳng tới trước, ôm cứng thằng bé lại. Ai có ngờ thằng nhỏ này mắt trợn lên dữ dằn, há miệng, cắn trên tay anh sinh viên một cái. Anh này vẫn không giận nó, cố nén chịu đau, ôm thằng bé ép đưa đến trạm xe, giao cho trưởng trạm giữ nó. Hỏi ở đâu, tên họ là gì cũng không biết nói. Trưởng trạm sực nhớ đến hồi sáng ở trạm xe Long Tỉnh có liên lạc điện thoại đến dặn chú ý ở trên núi Long Tỉnh có một đứa bé 4 tuổi đi lạc. Trưởng trạm xe Dương Điền liền gọi điện thoại cho trạm xe Long Tỉnh mời người nhà của thằng bé đến nhận lãnh về. Bà vợ của trưởng trạm thấy thằng bé toàn thân bụi bặm, bộ dạng đáng thương và rất đói, liền dắt nó về nhà, trước tắm cho nó, lại lấy quần áo của con mình thay cho và cho nó ăn hai chén cơm. Có lẽ chạy suốt ngày đường mệt quá nên nuốt hai chén cơm xuống bụng xong liền lăn ra ngủ. Bà vợ của trưởng trạm liền bế lên giường để nó ngủ yên. Người ở trạm xe Long Tỉnh lập tức cho cha mẹ nó hay, nhanh chóng đi nhận về. Từ nhà của trưởng trạm xe Dương Điền đem nó về, lúc đó đã 11 giờ đêm. Mặc dù đã nửa đêm, nhưng những bà con già trẻ lớn bé trong vùng đó đều đến thăm nó. Thằng bé này đã được bà vợ tốt bụng của trưởng trạm dùng xà bông thơm tắm cho toàn thân thơm phức, lại mặc cho bộ đồ đẹp nữa. Mọi người ai nấy đều nói: hôm nay thằng bé được bình yên về nhà chính là nhờ phước phần của chị nó lại Phật. Thật là tin Phật niệm Phật có cảm ứng vậy. Nếu không thế thì thằng bé này từ Long Tỉnh đến Dương Điền chạy suốt một ngày trên đường sắt dọc biển lại không gặp việc gì bất trắc ngoài ý muốn.
đồng thời lại còn gặp được người tốt giúp đỡ, gặp được sự thương yêu giúp đỡ của anh sinh viên và bà vợ tốt bụng của ông trưởng trạm xe. Đây nếu không phải Phật Bồ Tát phò hộ thì làm sao có thể về nhà bình yên vô sự như thế? Truyện thứ 6. Phật vốn là y vương, có thể trị dứt các chứng bệnh. Câu chuyện thật ở trên là của một bé gái 10 tuổi, nhờ nhất tâm niệm Phật, được Phật A-di-đà phò hộ, cứu đứa em trai 4 tuổi của cô ta tiêu tai thoát nạn. Các vị độc giả có lẽ suy nghĩ rằng, đây có lẽ do nghiệp chướng của cô bé còn nhẹ, hãy chưa kết oán cừu với nhiều người, cho nên niệm Phật dễ được cảm ứng. Nếu như người già lớn tuổi niệm Phật, sao có thể được cảm ứng như thế? Nhưng phải biết, Phật Pháp vốn bình đẳng, không có cao thấp. Người già lớn niệm Phật cũng có cảnh giới bất tư nghì. Tôi một lần nữa kể ra một chuyện thật để chứng minh. Mẹ của Liên Hữu Lý Thủy Cẩm là một vị thọ Bồ Tát giới ở Thư viện Từ Quang vào ngày 10 tháng 6 năm Dân Quốc thứ 49. Mọi người đều gọi bà là Lão Bồ Tát. 4 năm trước, lúc bà 80 tuổi, ở dưới vú bên phải bỗng nhiên nổi lên một cục thịt to bằng cái chén trung. Theo bác sĩ chẩn đoán là ung thư gan, đã rất nguy kịch, hết phương cứu chữa. Chẳng những dùng thuốc không hiệu quả, mổ lại càng không được. Chỉ có để bà muốn ăn gì thì cố mua cho bà ăn, thế là tốt rồi. Tây y, đông y đều nói như thế, không kê thuốc cũng không chích thuốc, châm cứu gì cả. Cứ như thế nằm trên giường bệnh đau đớn triền miên suốt 6 tháng. Nhờ vào đứa con trai tên là Nghĩa, là một cư sĩ, và người con dâu chăm sóc phục dịch kề bên. Con gái là Thủy Cẩm cũng về nhà chuẩn bị hậu sự. Nhưng trong 6 tháng, Lão Bồ Tát mỗi ngày 2 thời sáng tối, bất luận thế nào cũng nhất định đứng dậy lại Phật, dầu là đang trong cơn bệnh khổ. Nằm trên giường bệnh, miệng cũng không rời thánh hiệu A-di-đà Phật. Vào khoảng đầu tuần tháng 8, từ mồng 1 đến mồng 10, bệnh trạng đã rất trầm trọng, thân thể không thể cử động được, miệng không nói được. Một đêm kia, lúc bệnh trạng đang rất nguy cấp, bỗng nhiên thấy bà nói lẩm bẩm: A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, các ngài viết gì nhiều chữ như thế, con một chữ cũng không biết. Các ngài sao không nói thẳng với con có tốt hơn không? Ngừng lại một chút, Lão Bồ Tát lại nói tiếp: Cảm ơn lòng từ bi của Phật rất nhiều. Các ngài 10 giờ tối mai sẽ đến giải phẫu cho con, cắt đi cục thịt ở dưới ngực bên phải này. A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, các ngài thật là từ bi quá. Những lời này đều là vợ chồng A Nghĩa và vị Liên Hữu Thủy Cẩm tự tai nghe được, nhưng lúc đó lại cho là người già trước lúc lâm chung, tinh thần rối loạn, nói lung tung vậy thôi. Nhưng đến sáng, Lão Bồ Tát liền kêu con cháu đi chuẩn bị hương hoa quả phẩm, đặt một cái bàn thờ trong phòng để tiếp đón Phật Bồ Tát đến trị bệnh. Quả là không thể nghỉ bàn, vừa đợi đến 10 giờ liền nghe tiếng khua của dao kéo vân vân, đột nhiên nghe một tiếng sực. Cục thịt ở dưới ngực bên phải đó bỗng bị cắt rời ra, máu chảy ra đen như than, từng giọt to bằng ngón tay cái, chảy ra rất nhiều. Từ đêm đó trở đi, sức khỏe của bà mạnh khỏe dần dần. Miệng của vết thương nơi cắt cục thịt nhờ con dâu hằng ngày dùng nước trà rửa, rửa không đến một tháng, không cần thuốc gì mà khỏi bệnh. Hiện nay, Lão Bồ Tát gặp người nào cũng liền khuyên niệm A-di-đà Phật. Sâu chuỗi từ nào tới giờ chưa từng rời tay. Năm nay, dù đã 84 tuổi, nhưng sức khỏe còn mạnh hơn người thường. Giữa Đài Trung và Minh Tú thường đi đi về về, tinh thần sung mãn khác thường. Phật vốn là Đại Y Vương, ngoại khoa Đại Phẫu Thuật của Phật Bồ Tát là trị muôn người, lành muôn người. Nhưng điều quan trọng
là chỉ hỏi nơi bạn là có đúng nhất tâm niệm Phật hay không. Độc giả nếu không tin, lão Bồ Tát đến nay vẫn còn mạnh khỏe. Nếu không ngại, xin mời đích thân đến thăm một lần. Bà cụ già rồi, đã không vì danh cũng không mưu lợi, cần gì phải dựng ra câu chuyện này để lừa gạt người. Chuyện thứ bảy. Trợ giúp cho cha giảng sanh Tây Phương thật là đại hiếu. Ban trợ niệm của Liên xã ở Đài Trung khởi đầu là do một tay của lão cư sĩ Giang Ấn Thủy tổ chức dựng nên. Cho nên mọi người cử ông làm trưởng ban trợ niệm, chuyên phụ trách niệm cho người lâm chung được giảng sanh Tây Phương. Mọi người đều quen tôn xưng lão cư sĩ là Giang Tiên Sinh. Lúc ông 71 tuổi, còn kiêm nhiệm chức giáo sư lịch sử ở học viện chùa Linh Sơn. Ông gánh vác mọi việc vì người rất tận tình, không tự khó nhọc. Không may, vào hạ tuần, khoảng 20 đến 30 tháng 8 năm Dân Quốc thứ 48, ông bị chứng bệnh suyễn mệt tim. Đông Tây Y đều không hiệu quả. Đến khi bệnh quá nguy kịch, có một hôm vào lúc 7 giờ sáng, con trai của ông là Giang Trọng Phan Quân, dạy học tư gia trong thành phố Đài Trung, đến nhà tôi nói với tôi: "Sư cô kháng trị, hôm qua bác sĩ nói cha tôi sống tối đa thêm 7 ngày nữa thì lìa đời, kêu tôi phải lo chuẩn bị hậu sự, không biết nên làm thế nào đây." Tôi vốn biết Trọng Phan Quân lúc bình thường là đứa con rất hiếu thuận, liền hỏi anh ta: "Từ lúc cha anh bệnh đến nay, anh đã tốn hết bao nhiêu tiền cho cha anh rồi?" Anh ta nói: "Khoảng hơn 50.000 đồng." Tôi nói: "Nếu theo pháp thế gian mà nói, như thế đã hết sức vì người rồi. Nhưng tốn nhiều tiền như thế, đối với cha anh mà nói, lại không có ích gì cả, chỉ có thể làm tăng thêm đau khổ cho thân xác." Tôi nghe nói anh mấy tháng nay không nhớ đến thay đổi y phục, ngày đêm chỉ lo hầu hạ thuốc thang. Có thể nói anh là một người con có hiếu trong đời. Nhưng như thế cũng chưa thể gọi là lòng hiếu chân chánh. Trọng Phan Quân nghe xong lấy làm lạ, không biết gì, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi liền vì anh ta mà giải thích: "Theo lý nhà Phật nói, anh phải làm cho cha anh tâm được an, chết có chỗ về. Tâm hữu sở an, tử hữu sở quy. Anh nếu thật có lòng hiếu, ắt phải về nhà ở bên cha mà niệm Phật. Bắt đầu hôm nay niệm 7 ngày, tâm của cha anh chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ, khiến cho ông ra đi được nhẹ nhàng, giảng sanh về cõi Phật. Như thế mới là đại hiếu chân chánh." Hiếu hành chung chung của người thế gian chỉ là cung cấp những sự hưởng thụ trong cuộc sống của cha mẹ và lúc tuổi già. Sau khi chết, thần thức đọa lạc vào đâu lại không cần biết. Đây chỉ là hiếu về vật chất, cho nên không thể nói là đại hiếu. Giang Quân nghe xong rất vui mừng, tiếp nhận đề nghị của tôi. Tôi bèn chỉ cho anh phương pháp niệm Phật, hy vọng anh ta mỗi lần niệm 1 giờ cho đến 2 giờ. Cần chí tâm thành khẩn, mỗi câu phải rõ ràng mới có hiệu quả. Ngày hôm ấy là ngày tôi giảng kinh định kỳ ở giảng đường Tân Trúc Văn Nhã. Nhưng từ lúc sáng sớm, sau khi nghe được tin này, nghĩ đến việc một thành viên quan trọng trong liên xã chúng tôi chỉ sống thêm 7 ngày nữa sẽ lìa đời, trong lòng khó tránh khỏi tình cảm đau thương của sự sinh ly tử biệt, cho nên không thể đi Tân Trúc. Vốn muốn đi thăm họ, gia đình Giang Tiên Sinh, lại nghĩ có lẽ Trọng Phan Quân đang niệm Phật, cha anh ta chắc chắn nghe rất hoan hỷ. Mãi tới 8 giờ tối, tôi mới đến nhà họ Giang. Giang Tiên Sinh vừa nhìn thấy tôi liền nói: "Chị kháng trị, mời ngồi, mời ngồi. Có lẽ chị rất bận, cho nên mấy ngày nay không đến thăm tôi. Hôm nay pháp sư Sám Dân tặng cho tôi 2 sâu chuỗi bồ đề tinh nguyệt. Mấy đứa đem lại cho chị kháng trị xem nào." Lại nói rất nhiều về con cái của ông ta. Lúc đó tôi liền nói với ông: "Vạn pháp đều vô thường, gia tài con cái đều là giả tướng, biển khổ thế gian không nên lưu luyến thêm. Tây Phương là vườn nhà yên ổn, là quê hương an lạc của chúng ta. Tâm chúng ta nhất thiết không được điên đảo,
Bây giờ tôi niệm A Di Đà Phật cho ông nghe. Ông phải buông bỏ hết mọi duyên, nhất tâm niệm Phật. Tôi liền cầm cái khánh dẫn lên, to tiếng niệm Phật. Cả nhà ông ta, từ bà Giang và vợ chồng của Trọng Phan cho đến con gái, con rể, tổng cộng 7 người đều cùng niệm Phật. Niệm khoảng 30 phút, bỗng nhiên Giang lão cư sĩ tự mình ngồi dậy, hai tay chắp lại, hai chân ngồi kiết già, hai mắt mở to, nét mặt vui tươi. Lúc nằm xuống lại, an tường giảng sanh trong tiếng Phật hiệu A-di-đà. Trong khoảnh sát na hiện ra kỳ tích không thể nghĩ bạn như thế. Thật tình mà nói, tôi lúc đó cũng giật mình. Cả nhà con cháu của Giang lão cư sĩ do tôi hướng dẫn phân ban trợ niệm, niệm đến trời sáng, đã qua 8 giờ đồng hồ. Thử sờ trên đỉnh còn rất ấm, thân thể vẫn mềm mại như bông, nghi dung còn tươi tốt, trang nghiêm hơn cả lúc còn sống. Tôi liền hỏi Trọng Phan Quân: "Anh hôm qua khi về nhà có niệm Phật cho cha anh nghe không?" Giang Quân liền nói: có, tôi từ nhà bà cô về liền ngồi bên cạnh cha mà niệm Phật. Lần đầu niệm được 2 tiếng đồng hồ, buổi chiều được 2 tiếng nữa. Cha tôi vô cùng hoan hỷ, gọi tôi là con ngoan và hỏi ai dạy tôi niệm Phật. Làm sao hôm nay có thể niệm Phật được nhiều như thế? Tôi liền trả lời: "Ba, đó là con tự phát tâm niệm Phật. Con từ nay trở đi phải niệm Phật hàng ngày, cầu nguyện cho ba sớm được khỏe mạnh." Cha tôi nghe xong rất hài lòng, vui vẻ. Buổi trưa liền ăn một chén cháo, nửa dĩa rau xanh, đau đớn hầu như bớt phân nửa. Bác sĩ nói có thể sống thêm 7 ngày nữa mới chết. Không ngờ có mấy tiếng đồng hồ sau, linh giác đã an tường giảng sanh trong tiếng niệm Phật. Thật là Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Lão cư sĩ Giang Ấn Thủy là người giảng sanh vào tháng 2 năm Dân Quốc thứ 49. Vào khoảng tháng 6, tôi đi bộ vô ý bị té, gãy cánh tay rất nặng, xương gãy làm 3 khúc. Đêm đó đau đến nỗi không thể ngủ, đến 2 giờ khuya vẫn không thể nhắm mắt. Tôi liền lẩm bẩm nói với cánh tay bị đau rằng: "Mi là thứ đồ giả, cái túi da hôi thối sống đã mấy chục năm. Đau là do mi đau, vì mi là mi, ta là ta. Ta cần đi Tây Phương, không liên can gì tới mi." Tôi liền một mực quán tưởng đến Phật. Trong lúc nửa tỉnh nửa thức, bỗng thấy một người từ trong hư không đáp xuống, đi thẳng đến trước mặt tôi. Ông ta mặc áo vải màu xám, thân thể to lớn, gương mặt cũng to. Chỉ thấy phân nửa thân trên, còn phân nửa thân dưới bị mây màu che khuất. Người này đột nhiên gọi tôi: "Chị Kháng Trị, tay của chị đau lắm hả? Đây là thời vận không tốt, nhưng tai nạn đã qua rồi, không sao đâu." Tôi vừa nghe tiếng liền ngẩng đầu lên xem lần nữa, rất giống Giang tiên sinh. Tôi liền hỏi: "Giang tiên sinh, ông có giảng sanh không?" Ông ta trả lời liên tiếp: có, rồi xoay mình biến mất. Lúc tôi mở mắt ra xem là đúng 3 giờ, tay cũng không còn đau nữa, không đầy mấy ngày liền khỏi. Đây là lần thứ nhất tôi nhìn thấy người giảng sanh. Có bút mực thế nào cũng khó mà diễn tả hết cái tướng trang nghiêm tốt đẹp đó được. Tháng 3 năm thứ 50 là ngày giáp năm của Giang tiên sinh. Nhà ông ta ở đường Dân Tộc, về nhà mới ở đường Đại Trung. Bà Giang nhờ tôi thỉnh tượng Phật về an vị nhà mới và niệm Phật siêu độ, chuyển các lư hương bài vị của tổ tiên chủ thần. Bận rộn suốt một ngày, đến tối ngủ lại chiêm bao thấy Giang tiên sinh, hình tướng cũng như lần trước, đến trước mặt tôi nói: "Chị Kháng Trị, cảm ơn chị nhiều, thọ nhận sự giúp đỡ của chị rất nhiều." Tôi lại hỏi ông ta như lần trước: "Giang tiên sinh, ông có giảng sanh không?" Ông ta cũng lại như lần trước nói: có, xong liền biến mất. 6 năm sau không còn chiêm bao thấy nữa. Tôi hối hận tâm mình ngu si, điều quan trọng không hỏi, 2 lần đều chỉ hỏi ông ta có giảng sanh không. Tại sao không hỏi Kháng Trị tôi đây có thể giảng sanh được không? Phải đến ngày nào mới được giảng sanh? Chuyện thứ 8. Vốn đến đòi nợ, niệm Phật được giải oan.
Nhớ lại vào đầu tuần tháng 2 10 năm trước, Ái cô nương, trụ trì của chùa Đại Nhã Long Thiện, gặp tôi ở trạm xe cục công lộ, bèn nói với tôi rằng: "Chị Kháng Trị, ngày 19 tháng 2 là ngày khai pháp hội của chùa tôi. Tín chúng đều muốn nghe chị giảng Phật Pháp. Xin mời chị phát tâm đến." Tôi liền nhận lời. Ngài ước định đến liền đi, lại còn mang theo rất nhiều vô thượng chí bảo và những sách về pháp môn tịnh độ. Hôm đó sau khi giảng xong, phân phát cho các thính chúng để kết duyên. Vô thượng chí bảo là một loại như tấm thiếp xếp bỏ túi, in hình Tây Phương Tam Thánh và những phương pháp giảng tiện về niệm Phật. Tháng 2 năm sau, lúc tôi đã thất tại chùa Linh Sơn ở Đài Trung, hôm đó là ngày sư tỷ Huệ Phồn hộ thất. Khoảng hơn 3 giờ chiều, tôi đang niệm Phật trong niệm Phật đường. Sư tỷ Huệ Phồn đi vào nhẹ nhẹ kéo áo tràng tôi một cái. Tôi liền đi theo Huệ Phồn ra ngoài xem có chuyện gì. Chỉ thấy một người đàn bà ở dưới quê, hoàn toàn không quen biết, khoảng hơn 50 tuổi, đang đứng ngoài sân. Tôi liền hỏi: "Bà ở đâu, kêu tôi có việc gì?" Bà ta nói: "Ông nhà tôi kêu tôi kiếm bà, gặp mặt bà để nói lời tạ ơn bà. Tôi từ sáng sớm vào thành, ở trong thành hỏi thăm khắp hết, sư tỷ Kháng Trì ở đâu. Trong đó có người chỉ, nói bà ở trong Liên xã. Đến Liên xã, người trong Liên xã nói bà đang ở chùa Linh Sơn, cho nên tôi tìm đến đây, muốn nói một chuyện để bà biết, cũng là báo đáp cái ân của bà." Tôi nghe xong lấy làm lạ, thật chẳng biết ớt cháp gì cả. Xem ra chuyện này không thể nói hai ba lời mà xong được. Vả lại quy củ Phật thất ở chùa Linh Sơn rất nghiêm, ở sân chùa không được nói chuyện. Tôi liền dẫn bà ta cùng ra phía ngoài tường để tiện hỏi cho rõ. Lúc đó Huệ Phồn cũng đi theo. Người đàn bà kia liền nói: "Tôi là người ở trong làng Lại Lịch 13 Giáp. Hồi tháng 2 năm ngoái, lúc bà giảng Phật Pháp ở chùa Đại Nhã Long Thiện, con trai của tôi là Lại Phúc Hưng cũng có nghe giảng ở đó. Sau khi nghe xong có thỉnh Vô Thượng Chí Bảo và một ít quyển sách nhỏ về nhà nữa. Từ hôm đó nó bắt đầu tin Phật, lại còn mỗi ngày lại Phật, niệm Phật y theo phương pháp trong Vô Thượng Chí Bảo, hai thời khóa tụng niệm sáng tối. Từ đó đến giờ không hề gián đoạn, gần như là được đến trình độ đi đứng nằm ngồi Phật không rời tâm, tâm không rời Phật." Tôi nghe xong rất là ngạc nhiên, trong thế giới ta bà này sao lại có người có phúc khí lớn như thế, mới nghe Phật Pháp một lần liền bắt đầu tu hành sớm tối như vậy. Tôi liền hỏi bà ta: "Con bà bao nhiêu tuổi, làm nghề nghiệp gì, làm sao mà phát tâm được như thế?" Người đàn bà đó lại nói: "Con tôi hồi năm ngoái 25 tuổi, nó học xong trung học vào đại học, và 23 tuổi thì tốt nghiệp đại học. Xong về nhà nó bị lao phổi, hằng ngày chạy chữa đông tây y, chích thuốc châm cứu vân vân, trong 3 năm tốn rất nhiều tiền. Mãi đến sau khi nó niệm Phật thì sức khỏe mới đỡ hơn lúc trước. Về mặt tinh thần cũng rất lạc quan, nó cũng thường vào thành phố thỉnh mua những sách Phật Pháp về xem, cho nên thấy nó rất là vui vẻ." Tôi hỏi bà ta: "Trong nhà bà có mấy người?" Bà nói: "Ông nhà tôi, ngoài tôi là vợ chính ra, còn có một người vợ lẽ, cùng với con tôi tổng cộng 4 người. Vì bệnh của con, chúng tôi 3 người già đều phải hết sức trông nom nó, hy vọng nó mau lành bệnh, một lòng nuôi con phòng lúc tuổi già. Hy vọng 3 người già chúng tôi có chỗ nương tựa. Nhưng đến cuối năm ngoái, đầu tuần tháng chạp âm lịch, Phúc Hưng bỗng nhiên mời 3 người già chúng tôi đến bên giường, nói là: "Ba và hai má, con trưa hôm nay giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ba má đều già, nhất thiết chớ quá đau buồn, than thở tuổi già không con. Anh cả của con đi qua Nhật 10 mấy năm mặc vô âm tính, nhưng ba má không cần phải lo. Hiện nay anh ấy đã lập nghiệp thành gia thất,
lấy vợ sinh con ở Nhật Bản rồi. Anh ấy vào đầu tuần tháng 2 sẽ có thư về hỏi thăm. Về sau sẽ qua lại lại giữa Đài Loan và Nhật Bản. Cảnh già của ba má không đến nỗi cô quạnh đâu. Ông nhà tôi nghe xong những lời như thế, liền khóc mà nói với con rằng: sức khỏe con gần đây đã đỡ hơn trước nhiều rồi mà. Con không được bỏ ba má, con nên cầu Phật A-di-đà phù hộ cho con đi. Lúc đó Phúc Hưng con chúng tôi lại nói: con vốn là đến đây để đòi nợ. Ba má ba người trong đời quá khứ đã kết oán cừu với con rất sâu. Thiếu nợ của con rất nhiều. Đời này đến làm con của ba má. Từ lúc sanh cho đến khi tốt nghiệp đại học, rồi bị cái bệnh lao phổi ác ôn này, thuốc thang suốt 3 năm. Đến nay nợ vẫn chưa hết. Con vốn muốn chờ đến sau khi bán tiêu căn nhà này đi, khiến cho ba má, ba người già nghèo cùng khốn khổ, không có chỗ nương thân, sống khổ như chết. Nhưng năm nay nhờ gắng sức nhất tâm niệm Phật, nên đã tiêu diệt được tội nghiệp nhiều đời, sắp giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Từ nay, bốn người chúng ta không còn oán cừu gì nữa. Oán cừu đã được cởi mở hết rồi. Ba má ba người cũng phải chí tâm niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương. Về sau, chúng ta sẽ có thể ở chung một chỗ mãi mãi, không còn chia lìa nữa. Mong rằng ba má nhớ kỹ lời con. Thôi, thời gian đã đến rồi, đem dùng quyển Vô Thượng Chí Bảo lại cho con. Không được khóc, cũng không nên động đến thân con. Ba má ba người nên quay lưng lại, không nên nhìn con. Con cũng sẽ tự niệm Phật. Phúc Hưng để quyển Vô Thượng Chí Bảo trong lòng bàn tay và chắp tay lại, bắt đầu to tiếng niệm Phật. Chúng tôi cũng giúp trợ niệm, mặc dù nó đã nói không nên nhìn nó, nhưng chúng tôi cũng cứ lén lén quay đầu lại nhìn. Niệm được 20 phút, tiếng của Phúc Hưng từ từ nhỏ dần, đến khi dứt thở, hai tay buông ra, quyển Vô Thượng Chí Bảo rớt trên ngực, liền ra đi một cách nhẹ nhàng tốt đẹp. Người đàn bà nói tới đây thở một cái, lại nói tiếp: nhà của tôi có nhiều phòng được cho mướn. Số người mướn trong đó có người tỉnh này, có người tỉnh khác đến. Lâu nay thấy Phúc Hưng bị lao phổi, mọi người đều sợ lây bệnh nên đã đi khắp các nơi muốn dời chỗ. Bây giờ nhìn thấy con chúng tôi khi lâm chung nói chuyện một cách sáng suốt rõ ràng, tướng trạng trang nghiêm khác người như thế, ai cũng khen ngợi Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Thế là họ đều không dời nhà nữa. Nhưng cái việc nó nói lúc lâm chung về anh cả của nó ở Nhật Bản, mới đầu chúng tôi không tin. Nhưng gần đây quả thực có thư của anh nó từ Nhật Bản gửi về, nói sắp về Đài Loan thăm chúng tôi. So với lời dự báo trước của Phúc Hưng hoàn toàn phù hợp. Ông già tôi rất vui, nói nếu không có sư tỷ kháng trị đến dạy người niệm Phật, thì Phúc Hưng làm sao lúc lâm chung biết được nhân duyên đời trước và cái quả sau này, đồng thời giải hết được oán kết. Từ việc lá thư của anh cả nó từ Nhật Bản gửi về, có thể chứng minh những lời của Phúc Hưng có thể tin chắc được. Ông nhà tôi lại nói ba người chúng tôi về sau có thể sống an nhiên trong tuổi già đây đều là công đức của sư tỷ kháng trị. Cái ân tình này nhất định cần tôi phải đến Đài Trung tìm sư tỷ kháng trị, gặp mặt sư tỷ để nói ra việc cảm ứng đặc biệt này cho sư tỷ biết, cũng là để sư tỷ hoan hỷ. Đây chính là chúng tôi muốn báo đáp ân tình của sư tỷ. Nên tôi từ sáng sớm đến bây giờ mới tìm ra được sư tỷ đó. Sau khi nói những lời cảm ơn, liền muốn đi về. Lúc đó tôi liền hỏi bà: nhà bà ở đâu? Chồng của bà tên họ là gì? Bà ta nói: tôi ở số 13 Giáp, đường Đại Nhã. Chồng tôi tên là Lại Tuấn, con tên là Lại Phúc Hưng. Lúc đó sư tỷ Huệ Phồn ở kế bên, nghe từ đầu đến đây, bỗng nhiên nói với bà ta: thì ra
cô là em dâu Tuấn, tôi là chị của ông Tuấn, do vì nhiều năm không có qua lại, thật có lỗi, xin mời đến nhà tôi dùng trà đi. Bà ta nói cảm ơn xong liền bỏ đi. Lúc đó mặt trời đã lặn về phía tây, hơn 5 giờ rồi. Ba người chúng tôi đứng ngoài tường chùa Linh Sơn lâu hơn 2 tiếng đồng hồ. Hai câu chuyện vãng sanh ghi đúng sự thật ở trên đều có thể chứng minh đích thực có Phật A-di-đà, đích thực có thế giới cực lạc ở Tây Phương. Niệm A-di-đà Phật đích thực có thể giải được oán kết, tiêu diệt được oán thù trong nhiều đời nhiều kiếp. Căn cứ theo Đức Phật Thích Ca trong Kinh A-di-đà có nói, chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đẩy đựng hoa tốt đem cúng dường 10 muôn ức Đức Phật ở phương khác. Đến giờ ăn liền trở về bổn quốc. Đây là Đức Phật nói về chúng sanh ở Tây Phương. Sau khi vãng sanh, về đó liền có được thần túc thông. Còn căn cứ theo kỳ tích của Lại Phúc Hưng mà suy đoán, Lại Phúc Hưng lúc lâm chung đã phát sanh được tha tâm thông. Mặc dù không thể tìm ra chứng cứ trên kinh điển, nhưng sự thật là như thế. Các độc giả thông minh có thể giải thích dùm cho tôi không? Truyện thứ 9. Bị tai nạn giao thông, nhờ tiếng niệm Phật được cấp cứu. Ở Đài Loan có câu tục ngữ, công cô quỷ không làm cho chết người, thật là đúng. Mấy năm gần đây, ở các nơi, tai nạn giao thông liên tiếp không ngừng. Có lẽ là cô hồn uổng tử các nơi quấy phá, mắt phàm của chúng ta không thể thấy biết được. Tuy không thấy được, nhưng nếu biết trì một câu thánh hiệu vạn đức hồng danh A-di-đà Phật, thì có thể khiến cho những ma quỷ đó bỏ đi ngay tức thời, lập tức được an nhiên vô sự. Độc giả nếu như không tin, thì mấy câu chuyện thật sau đây sẽ chứng minh. Vị liên hữu Khưu Liên Châu hiện ở làng Nội Tân, phía ngoài cửa thành Nam Đại Trung. Mọi người đều gọi bà là Sư Tỷ Ngọc. 10 năm trước, bà mở một tiệm chụp ảnh ở gần chợ Đệ Tam, đường Đại Trung. Một hôm, Sư Tỷ Ngọc ở ngã tư trước bưu điện bị một chiếc xe hơi không rõ của hãng nào đụng ngã trên đường. Chiếc xe gây ra tai nạn bỏ chạy mất. Tội nghiệp Sư Tỷ máu ra đầy mặt, hơi thở thoi thóp, không còn biết gì nữa. Những người vây quanh nhìn nhau, không nhận biết người bị thương là ai. Ngay lúc đó, có một anh lính trẻ đi đến, bỗng nhiên kêu lên, Sư Tỷ, đây là Sư Tỷ ở tiệm chụp hình đấy mà. Lập tức cổng bà ta đưa về tiệm chụp hình. Con cái bà vừa thấy liền quảng kinh thất sắc, cả nhà đều lớn tiếng niệm A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ-Tát. Anh lính trẻ kia cũng niệm Phật cùng với mọi người. Không bao lâu sau, Sư Tỷ Ngọc đang hôn mê, bỗng lên tiếng. Chỉ nghe bà ta nói rằng, các người đông như thế, mà muốn ta đi theo các người, ta không đi. Các người lái xe hơi lại, muốn ép ta lên xe hả? Ta cũng không đi. Không đi là không đi. Ta là đệ tử của Tam Bảo, suốt ngày niệm A-di-đà Phật, chỉ muốn đi Tây Phương thôi. Làm sao có thể tùy tiện đi theo các người được chứ? Nếu như Phật A-di-đà đến tiếp dẫn thì ta mới đi. Nói đến đây, ngừng một hồi, lại tiếp. Rất đông người như thế, muốn đến kéo ta đi. Nghe tiếng niệm Phật của các con ta, đã chạy ra ngoài hết rồi, xe hơi cũng chạy luôn. Không bao lâu, Sư Tỷ tỉnh táo lại hẳn. Lúc tôi đến thăm, thì trên đầu bà ta đã được bao lớp vải gạt và mai mười mấy mũi. Bà kể việc bà thấy rất nhiều tà ma quỷ quái muốn ép bà lên xe. Tôi khen ngợi công sức niệm Phật của bà là rất tốt. Nếu như là người không có tin Phật hoặc không dùng nhiều công sức, thì thần thức không sáng suốt. Thấy xa hơi có thể đi được, liền vui mừng đi theo họ ngay, há chẳng đáng sợ ư? Thì ra, anh lính trẻ cổng bà về nhà là một liên hữu trong ban thanh niên của liên xã, đã nhiều năm nghe kinh với Bính Công Ân Sư. Do đó mọi người đều biết nhau. Sư Tỷ Ngọc nếu không gặp được anh ta, nhận đến từ mình không được chánh niệm rõ ràng,
chắc chắn khó hồi phục mạnh khỏe. Chuyện thứ 10: Xe hư niệm Phật được hiệu lực. Sư tỷ Hoàng Khoan Châu là phó ban trưởng của ban Cửu Liên, là người từ bi, cũng là trưởng ban của ban 48 lời nguyện. Nhà sư tỷ ở đường Nguyên Tử, thành phố Đài Trung, là một gia đình theo Phật, rất là phát tâm Bồ Đề. Lúc bình thường, thường khuyên mọi người niệm A-di-đà Phật và thiện xảo phương tiện độ người. Hàng xóm có con nít hay bị hoảng sợ, giật mình không ngủ được, đều bồng lại nhờ sư tỷ gia trì chú Đại Bi. Đứa trẻ liền nhẹ nhàng, thoải mái, dễ ngủ. Vào khoảng 8 năm trước, một hôm tôi có đến nhà sư tỷ chơi, thấy một phụ nữ trẻ tay bồng một đứa bé, xin sư tỷ niệm chú Đại Bi cho cô ta. Niệm xong, sư tỷ còn khuyên cô ta rằng, lúc cô bồng cho con bú, cũng phải thường niệm A-di-đà Phật, con của cô sẽ được dễ nuôi. Thực ra lúc nào ở đâu cũng có thể niệm, lúc quét nhà, lúc giặt đồ, cho đến khi đi đường, một bước một tiếng đều có thể niệm A-di-đà Phật. Như thế trong nhà của cô sẽ được bình an vô sự. Sư tỷ hỏi cô ta, chồng của cô làm nghề gì? Cô ta đáp, tài xế xe hàng. Sư tỷ nghe vậy lại nói rất khẩn thiết, nói rằng, cô về nhà nhất định phải chỉ cho chồng cô niệm A-di-đà Phật. Nếu như lúc gặp tai nạn hay nguy hiểm phải to tiếng niệm Nam-mô A-di-đà Phật thì có thể tiêu tai khỏi nạn. Người phụ nữ kia thế mà có căn lành, lại thông minh, khi về nhà đúng như lời sư tỷ dạy, nói cho chồng nghe và chỉ cho chồng lúc lái xe phải niệm, lúc nguy cấp càng phải to tiếng niệm hơn, chắc chắn có thể đổi nguy thành an. Trải qua một tháng, tôi đến nhà sư tỷ thông báo về tin tức ban 48 nguyện sẽ mở hội. Không hẹn mà gặp lại người phụ nữ bồng con lần trước, trong tay bồng đứa con nhỏ và còn dẫn chồng cô cùng đến, sắc mặt vui tươi, cầm hương hoa quả phẩm, nói là đến để lễ Phật A-di-đà, làm cho sư tỷ vô cùng ngạc nhiên. Thì ra chồng của cô do nghe lời khuyến cáo của vợ lúc lái xe niệm Phật được cảm ứng. Anh nói, đa tạ lòng từ bi của cư sĩ dạy cho nhà tôi niệm Phật, lại còn dạy cô ta khuyên tôi cũng niệm Phật. Tôi ngày hôm qua chở một xe lớn cải xanh đi Đài Bắc, lúc về đã hơn 2 giờ khuya. Đang lúc đi đến ngã tư khoảng giữa Trung Lịch và Đào Viên, bỗng nhiên xe không thể chạy được nữa, làm thế nào cũng không nhúc nhích. Thật kỳ lạ là trong lúc tứ chi mệt mỏi, tinh thần lo lắng không biết làm thế nào, bỗng nhớ lại việc cư sĩ dạy nhà tôi niệm Phật. Lúc đó tôi đang ngồi sau tay lái, hai tay ôm chặt tay lái, có hơi buồn ngủ, miệng nói mơ mơ màng màng rằng, vợ của tôi đi đến vị cư sĩ tin Phật ở đường Nguyên Tử. Vị đó dạy vợ tôi lúc nấu cơm, quét nhà phải niệm A-di-đà Phật, lúc bồng con cho đến lúc giặt đồ cũng phải niệm A-di-đà Phật, và dạy tôi lúc nguy hiểm hay lúc gặp tai nạn càng nên to tiếng niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Đang lúc nói đến đó, thật là lạ lùng, trong tích tắc chiếc xe chở hàng tự nhiên bỗng khởi động lại chạy về Đài Trung. Tôi lập tức giật mình tỉnh giấc, thấy có một chiếc xe khác cũng đang đậu ngủ. Lúc đó cũng mới thức dậy, trời còn chưa sáng. Tôi liền lái xe về nhà an nhiên vô sự. Anh tài xế đó lại nói, cư sĩ, nhà của tôi muốn thỉnh an vị một tượng Phật để lễ bái, không biết có được không? Sư tỷ rất vui nói, rất tốt, rất tốt. Sư tỷ liền tặng cho anh ta một bức Tây Phương Tam Thánh của Hồng Kông in, chỉ cho anh ta về để khuôn kiến và chỉ cho anh ta phương pháp các thời khóa đơn giản sáng tối. Vợ chồng tài xế cảm tạ rồi ra về. Đoạn cảm ứng bất khả tư nghị này là chính tai tôi nghe được. Xin khuyên chư vị, thân người khó được, ai có miệng đều nên niệm A-di-đà Phật, một câu đại chú vương vạn đức hồng danh, đời này gặp được chớ nên bỏ qua. Truyện thứ 11: To tiếng niệm Phật đuổi được quan hùng.
chí tâm niệm được một câu lục tự hồng danh cũng có thể giải được oán cừu của người khác. Câu chuyện xảy ra vào tháng 4 năm Dân Quốc thứ 46, ở ngay cửa rạp hát Đông Bình ở khu trung tâm. Có một chiếc xe tải lớn vì muốn tránh xe đạp mà tông thẳng vào trong rạp hát Đông Bình, ngã hai cây cột lớn ở hành lang, gây ra tai họa tử thương 6 người. Trong đó có một người bị thương nặng, chết liền, là một bà cụ hơn 60 tuổi. Bà ta mới từ Đài Bắc về đây hôm trước, do vì cãi nhau với đứa con trai mà bỏ nhà ra đi, đến nhà con gái ở Đài Trung đây. Con gái bà ta lại rất hiếu thuận với mẹ, khuyên bà không cần phải về. Đứa con rể cũng rất vui tiếp bà ở lâu lại Đài Trung. Ngày hôm đó khoảng 5 giờ chiều, bà cụ này tắm, xong lại tắm cho đứa cháu gái nhỏ nhất. Sau đó, cậu đứa cháu gái nhỏ đi ra ngoài chơi, đến dưới hành lang rạp hát Đông Bình. Tội nghiệp cho bà ta, bị xe đụng vào đầu chết liền. May mà đứa cháu gái đang cõng trên lưng để bình an vô sự. Qua ngày sau, sau khi hỏa táng, lấy tro xương làm lễ vĩnh biệt ở nhà con gái, mời được mấy vị đạo sĩ về làm lễ siêu bạc vong linh. Hôm đó, đứa con trai của bà cũng từ Đài Bắc vội vã đến, tay trái cầm gậy, tay phải cầm phấn, đi theo đạo sĩ khóc thút tha thút thít, làm người con hiếu nam. Đang lúc nghi lễ ồn ào, bỗng người con hiếu nam gậy và phấn đang cầm trong tay, một chân còn bên trong cửa, một chân ngoài cửa, đứng ở ra đó, không nhúc nhích gì, trong mắt ngây ra, hơi nhướng cao, trong miệng thở khò khè, gương mặt xám đen. Lúc đó, ở nhà kế bên là vị liên hữu cư sĩ Hà Tùng Vinh, vợ là sư tỷ Hà Trần Nguyệt Nga. Tối đó sư tỷ Nguyệt Nga đang ngồi trên ghế ngay cửa, tay cầm sâu chuỗi niệm Phật. Bỗng nhiên nghe ở cửa nhà kế bên có tiếng la lớn, không biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi tiếng chiêng trống hễ còn vang, tại sao lập tức biến thành âm thanh hỗn loạn như thế? Sư tỷ Nguyệt Nga vì lòng hiếu kỳ xui khiến, trong tay cầm sâu chuỗi, trong miệng vẫn niệm danh hiệu Phật, đi đến gần xem thử. Vừa nhìn thấy hình dáng của người con hiếu nam như thế, sư tỷ Nguyệt Nga giật mình hoảng sợ không tự chủ được, lớn tiếng la lên: Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật to tiếng như thế liên tục được 2 phút. Sau đó sư tỷ Nguyệt Nga nói: Nói thật tình nghe, lúc đó tôi to tiếng niệm Phật khớp sức như thế, thật tình là do sợ, không nén được mà niệm ra, hoàn toàn không phải là do vì cứu người mà niệm. Nhưng thật không thể nghĩ bàn, người con hiếu nam đang đứng ngay ra đó, nghe được tiếng niệm Phật, sắc đen trên mặt dần dần tan đi, tay chân cũng hoạt động trở lại, trong mắt hết ngây dại, không bao lâu lại hồi phục như cũ. Cây gậy trong tay trái, lá phướng bên tay phải lại tiếp tục phất phơ, đi theo đạo sĩ bình an vô sự. Qua ngày kế, người con hiếu nam đó muốn đem bài vị và tro xương của mẹ thỉnh về Đài Bắc an táng. Đi đến cảm tạ sư tỷ, anh ta nói: Ngày hôm qua may mắn được sư tỷ niệm A Di Đà Phật, nếu không thật không thể tưởng tượng được. Tôi không biết niệm Phật có lợi ích như thế. Sư tỷ Nguyệt Nga nhân cơ hội quý anh ta: Sau khi anh về nhà cần phải niệm hàng ngày thì có thể giải quan kết với mẹ anh. Anh cũng có thể tiêu tan giải nạn, tiền đồ rạng rỡ khôn lường. Người con hiếu nam đó vừa nhận lời vừa cảm tạ mà về. Qua ngày hôm sau nữa, sư tỷ Nguyệt Nga đem cái việc ghê sợ của ngày hôm kia kể cho tôi nghe từ đầu đến cuối. Sư tỷ nói: Tối hôm kia việc xong rồi, tôi vẫn còn sợ đến nỗi không dám vào nhà. Ngồi một mình trên ghế ngoài cửa niệm Phật, niệm đến 11 giờ, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Cho dù bị cảm dịch, cũng không thể có cái lý chỉ 2 phút mà khỏi được. Không tránh khỏi phải mời bác sĩ chích thuốc, uống thuốc mới có thể bình an. Sư tỷ Nguyệt Nga là một người thông minh. Sư tỷ suy đoán có lẽ là mẹ của người con hiếu nam kia, do vì cái chết thê thảm bất ngờ, oan hồn không tan, ôm lòng hận con trai của bà đã gây gổ với bà, mới khiến bà đến Đài Trung gặp tai họa thảm khốc này. Thế là lúc dẫn vong, liền đi đến con trai của bà tính nợ, oan hồn nẹp cứng đầu cổ của con trai bà, làm cho anh ta gần như chết. Làm xong,
Bà ta đi lại hướng của sư tỷ. Sư tỷ vừa thấy liền niệm to Nam Mô A Di Đà Phật. Ai ngờ sức đại từ bi, sức đại thần thông của sáu chữ hồng danh này lại công hiệu lớn như thế. Nhất là lúc đó sư tỷ sợ đến niệm Phật hết sức, cũng có thể nói là nhất tâm bất loạn, cho nên mới có được hiệu quả lớn như thế. Đồng thời hồn quỷ nghe được thánh hiệu, tâm oán hận đều được tiêu trừ, cho nên mới thả tay ra. Các vị, chúng ta thử nghĩ xem, nếu như khuyên người học Phật, niệm Phật, mọi người đều nói không có tiền bố thí, không dám tin Phật, những hàng người này sao mà phước mỏng như thế? Bạn hãy xem sư tỷ Nguyệt Nga, chỉ là niệm có mấy câu Phật hiệu, không có hóa ra được đồng xu nào mà làm ra được công đức bố thí lớn, cứu được mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng. Sư tỷ Nguyệt Nga tính tình hiền hậu, phẩm hành đoan chánh, đã từng được bầu làm người mẹ mẫu mực của thành phố Đại Trung, là một người vợ hiền mẹ tốt, con cháu đầy nhà, gia đình rất là tốt đẹp. Chuyện thứ 12, niệm Phật có thể độ được hung thần ác sát. Vào thời đại khoa học hưng thịnh của thế kỷ 20 này, nếu nói với người nào đó rằng sức khỏe bình thường nếu như xung khắc với hung thần ác sát, các loài linh quỷ vân vân thì sẽ chết, những người tự cho mình là nhân vật tân tiến kia chẳng những không tin mà còn nói là mê tín, không phù hợp với trào lưu thời đại. Thế thì giới Phật giáo có nên hay không tin những việc tương xung tương sát này? Theo cách nhìn của tôi thì thà là tin nó có, nhưng không a dua theo lễ bái hoặc cầu họ che chở. Nếu như chí thành khẩn thiết niệm câu thánh hiệu A-di-đà Phật, liền có thể gặp dữ hóa lành, gặp quỷ mà được bình an vô sự, đầy đủ được diệu pháp cứu cánh này, hung thần ác sát bị câu chú vương trong các chú chánh đại quang minh này sợ đến nỗi chạy ra khỏi chín tầng mây luôn. Có lẽ một câu thánh hiệu vạn đức hồng danh này hàng phục được cả tâm ý của loài ác quỷ sát thần si mê không biết quay đầu hàng phục này, hàng phục một cách tâm phục khẩu phục, được chuyển sanh về đường lành cũng không chừng. Sau đây xin dẫn ra ba câu chuyện thật để chứng minh. Liên hữu Lý Chuẩn là phó ban trưởng ban Phương Quản, ngụ ở đường Kiến Trung, khu Đông, thành phố Đài Trung. Nhà của bà có phòng ốc dư cho tài xế chở hàng loại trung mướn. Vợ anh tài xế đó tên A Châu, năm đó 31 tuổi. Vào buổi sáng ngày 20 tháng 12 âm lịch năm rồi, đến một cửa hàng đồ ngoại đường Nam Kinh, muốn lấy y phục mới đặt đem về. Lúc đó, bỗng nghe tiếng trống nhạc ầm ĩ trên đường. Có người lớn tiếng rằng, Ngài Tam Tạng Nghệ Cát thỉnh kinh về rồi. Có người lại nói, vòng hoa xe hoa nhiều quá. A Châu ở trong tiệm nghe như thế, khởi tâm hiếu kỳ ra xem thử. Không ngờ chỉ thấy 8 người khiêng một cỗ quan tài to. A Châu liền rùng mình một cái, miệng cứ nói suốt là đau đầu, ở ngực như có khối đá đè, liền bị hôn mê ngã xuống. Lúc đó người trong tiệm đồ ngoại hết hồn, vội vàng kêu một chiếc xe ba bánh và phái một người hộ tống đưa đi. Ngang qua cửa bệnh viện Ngụy Bảo Thuận, đường Phục Hưng thì xuống xe đỡ bà ta xuống. Trước mời bác sĩ chích thuốc cho bà ta, sau đó đưa bà ta về nhà. Vị liên hữu Lý Chuẩn nhìn thấy A Châu hôn mê bất tỉnh nhân sự, ngũ quan và móng tay đều đen thâm, kinh sợ đến mức la to, A-di-đà Phật đến cứu mạng. Lúc đó các công nhân nhà kế bên của anh tài xế loại trung đó nghe tiếng người kêu la đều chạy lại, chỉ thấy hai mắt của A Châu trắng dờ, toàn thân đều đen, hôn mê bất tỉnh. Mọi người đều nói không có hy vọng sống lại. Có người gọi điện thoại đến miền Nam kêu chồng cô ta về, có người gọi điện thoại kêu má chồng của cô ta lại. Chỉ có vị liên hữu Lý Chuẩn là trấn tĩnh, cầm sâu chuỗi trên tay đặt lên ngực A Châu, miệng niệm A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ-Tát không dứt, khẩn cầu Phật Bồ-Tát từ bi cứu giúp A Châu. Niệm được 20 phút, hai mắt và da thịt của A Châu dần dần phục như cũ, miệng nói, Sư cô, bà thật là đại ân nhân cứu mạng tôi gần như bị đè đến muốn đứt hơi,
đang lúc muôn phần đau khổ, sâu chuỗi của bà để trên ngực của tôi, lại nghe được tiếng niệm A-di-đà Phật, sức khỏe dần dần cảm thấy nhẹ nhàng trở lại. Cảm ơn sư cô đã thi ân cứu giúp. Những người hàng xóm lăng xăng chúc mừng cho A Châu, chúc cô may được người niệm Phật cứu thoát mạng, nếu không thì ba đứa con gái của cô trở thành mồ côi rồi. Nghe nói hồi tháng 7 năm ngoái, trong hẻm đối diện có một cô gái mới 17 tuổi đi chợ, cũng xem người ta đưa đám tang, liền về nhà la lớn, đầu đau tim lạnh, thuốc men gì cũng không hiệu quả, rồi qua đời. Càng bất hạnh hơn là hôm đưa đám tang cô gái này thì vị nữ chủ nhân của một ngôi nhà ở đầu hẻm là người tin theo ngoại giáo, lúc đó đang đứng ở bên cửa xem, cũng bỗng bị đau đầu, cũng đồng chứng bệnh với cô kia, thuốc men gì cũng không hiệu quả, rốt cuộc cũng qua đời. Nghe chuyện của người hàng xóm, mọi người đều chúc mừng cho A Châu. Đây là chuyện trong tháng 2 năm nay, vị liên hữu Lý Chuẩn đến liên xã chính miệng nói với tôi. Chuyện thứ 13. Bên bờ sống chết được cứu sống lại. Gia đình liên xã niệm Phật ở Đài Trung tổng cộng có 48 ban, đều do lão ân sư Bính Công tổ chức và đặt tên. Ban Sông Tu là một ban được lập hồi tháng 8 năm Dân Quốc thứ 44. Ban trưởng Khâu Tâm Trí, phó ban trưởng Lâm Đức Kim, Lý Trần Trụ, vân vân đều là những người rất nhiệt tâm khuyên người niệm Phật. 13 năm trở lại đây, cứ 2 tuần giảng Phật pháp một lần, chưa từng gián đoạn. Mỗi lần trước khi giảng, có cư sĩ Triệu Đàm Thuyên và phu nhân Lệ Lượng hướng dẫn khóa tụng, cho nên ban với mọi người gần như đều thuộc lòng kinh chú. Ngày 20 tháng 4 âm lịch lần này, lúc học nhân đang giảng khuyên tu pháp môn niệm Phật, nhắc lại chuyện cảm ứng của vị liên hữu Lý Chẩn cứu A Châu. Lúc đó trong hội giảng có một vị liên hữu họ Tiêu tên Hiệp, nhà ở Thái Bình, tức thời đứng dậy nói với mọi người: "Tôi có thể chứng minh đích thật là có ma quan tài, do vì em gái tôi hồi 2 tháng trước suýt nữa bị nó hại chết. Em gái tôi tên là Tuyết, ở làng Bán Bình Định. Vào 2 tháng trước, A Tuyết sau khi sanh hơn 20 ngày còn chưa đủ tháng, sáng sớm hôm đó bỗng nghe một hồi chiêng trống của một đội nhạc. Bà mẹ chồng ở nhà kế bên nhìn không rõ ràng, cứ kêu mãi: "Tuyết à, đi ra nhanh xem đón thần, thật là vui nhộn quá." A Tuyết từ trong phòng ló đầu ra xem, thì ra không phải đám rước thần, là một đám tang khiêng một cổ quan tài đi qua. Tự dưng cảm giác lông tóc dựng đứng, quay mình vào phòng liền nghe đau đầu ớn lạnh phát sốt. Em rể tôi liền mời bác sĩ chích thuốc, chẳng những không hiệu quả gì mà còn trầm trọng hơn. A Tuyết liền kêu anh ta đi mượn xe hơi đến nhà tôi, nhanh chóng chở tôi đến. Tôi vừa nhìn thấy A Tuyết em tôi, tim đập liên hồi, nằm trên giường rên rỉ, lập tức đứng lên thắp ba nén hương cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ, lại cố sức niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm khoảng nửa giờ đồng hồ và niệm chú Đại Bi vào nước cho nó uống. Sau khi A Tuyết uống nước chú Đại Bi, liền nói đầu hết đau, tim cũng đập nhẹ lại nhiều, về sau sức khỏe hồi phục dần dần. Nhưng đời người thì tai nạn nhiều, phiền não nhiều. Sau hơn 10 ngày, em rể tôi lại buồn bã đến đồ tôi lập tức lên xe hơi đến nhà nó. Tôi hỏi là có chuyện gì, em rể tôi nói: "Bé Anh, đứa con gái 6 tuổi của nó bị bệnh sởi bỗng nhiên biến chứng, không biết việc gì hết, hiện đặt nằm trên gạch, chỉ còn có hơi thở yếu ớt. Khi tôi đến nhà em gái xem, con bé Anh bình thường rất là lanh lợi, bây giờ đang nằm trên nền gạch dáng vẻ như sắp dứt hơi. Rất nhiều người hàng xóm đều đang than thở tiếc thương. Tôi liền cũng y như lần trước lớn tiếng niệm A Di Đà Phật và cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát và niệm chú Đại Bi vào nước, dùng muỗng canh đút nước vào miệng của bé. Thật là Phật pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Con mắt ngay dài của bé Anh đã biết nhìn xem người rồi." Lúc đó những người hàng xóm đứng phân ra hai bên trái phải, tiếng kêu bên trái: "Anh à!" thì đầu của bé Anh quay qua bên trái nhìn người, tiếng kêu bên phải: "Anh à!" thì đầu của bé Anh
quay qua bên phải nhìn người. Lúc đó mọi người đều khen ngợi, bà chị vợ thỉnh được Phật Tổ lại cứu sống được bé anh. Về sau, cho uống thuốc, liền có hiệu nghiệm, sức khỏe cũng hồi phục lại dần dần. Tiêu Hiệp nói đến đây, trong hội chúng mọi người đều nghe thấy. Tôi liền hỏi cô ta: cô đã biết sự lợi ích của việc niệm Phật, tại sao lại không dạy em gái cô xưng niệm danh hiệu Phật hai thời sớm tối, để có thể ai ăn nấy no, tội nghiệp của người nào thì người đó tự tiêu, tự mình biết niệm, há chẳng lợi ích còn lớn hơn sao? Tiêu Hiệp đáp: tôi đã có dạy nó niệm, tôi còn thỉnh Tây Phương Tam Thánh về an vị cho nó rất trang nghiêm. Nhưng mà bốn đứa con nhỏ của nó cứ quấn lấy bên mình, không rảnh để nghe Phật Pháp, làm sao mà có thể niệm được như Pháp đây? Tôi từ 3 năm nay nghe bà giảng Pháp môn Tịnh Độ không hề gián đoạn. Hiện nay đi đứng ngồi nằm, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm, quyết định đời này thoát khỏi biển khổ sinh tử này. Tôi nghe xong rất là khen ngợi. Nếu không phải cô ta dụng công, làm sao cứu em gái và cháu gái ngay nơi bờ vực sinh tử được? Câu chuyện thứ 14. Nơi ở của hung thần hóa thành tốt lành. Từ xưa đến giờ trong nhà Phật có câu thành ngữ: một người con trì trai thì ngàn Phật hoan hỷ, cửu huyền thất tổ được siêu sanh. Câu này lại là sự thật. Một câu danh hiệu Phật có thể tiêu tai giải oán, nơi ở của hung thần hóa thành tốt lành. Nếu các vị không tin, tôi xin đưa ra một việc để chứng minh. Việc này xảy ra tại Tân Trúc Văn Nhã Bố Giáo Sở. Đây là một đạo tràng Tịnh Độ Tông ở Đài Trung mà chúng tôi mở ra để các liên hữu trong liên xã Hoằng Pháp. Từ tháng 4 năm Dân Quốc thứ 44 sáng lập đến nay, cứ cách một tuần là giảng kinh một lần, chưa từng gián đoạn. Trong hội chúng có một vị liên hữu nam, mọi người đều gọi là anh Kiềm. Có một hôm, anh Kiềm này nói với những nhân viên Hoằng Pháp rằng: pháp môn niệm Phật thật là tốt, thật có thể lợi ích chúng sanh, chắc chắn có cảm ứng lớn. Các nhân viên Hoằng Pháp hỏi anh ta: anh niệm Phật được cảm ứng gì? Anh Kiềm liền nói: tổ tiên nhà tôi có một phần mộ rất kỳ lạ. Từ rất lâu đến nay không thể nào tảo mộ, cũng không thể cúng tế được. Nếu như cúng tế thì sau khi cúng về không bệnh thì cũng chết. Nếu như có một đồng dẫn trâu ăn dê cỏ trên mộ, hoặc là giẫm đạp trên mộ, một đồng và trâu dê đó sau khi về nhà, người và vật không chết thì cũng bệnh nặng. Vì cớ này nên dân địa phương đều không một ai dám chạm đến phần đất của ngôi mộ này. Đến năm Nhật Bản đầu hàng, Đài Loan được khôi phục, một người anh họ của tôi nói với tôi rằng: ngôi mộ kỳ lạ đó của chúng ta hiện nay mộ bia đỏ hết phần nữa, nếu đi tảo mộ nhất định con cháu thêm phước phát tài. Tôi nói: tôi không dám nghĩ đến, tôi cũng không cần dựa vào phần mộ đó để thêm phước phát tài. Người anh họ đó lại nói: chú không đi thì tôi tự đi quét dọn cúng tế cũng được. Đến ngày tiết thanh minh, người anh họ của tôi quả nhiên chuẩn bị 3 thứ gia súc, rượu lễ đến trước mộ cúng tế. Việc này trải qua sau đó 1 tháng, 3 đứa con trai của người anh họ tôi lần lượt chết hết. Các vị thử nghĩ xem việc này có đáng sợ hay không? Tôi tin rằng không có người nào từng nghe qua việc quái dị như thế. Đến sau khi nạn lụt thất bát năm Dân Quốc 49, lại có một người anh họ đến nói với tôi: ngày hôm qua tôi đi ngang qua cái nơi quái gở đó, nhìn thấy mộ bia bị nước cuốn ngã đi, đầu mộ cũng bị nước xoáy một lỗ lớn. Nếu như không sửa sang, mộ này nhất định sẽ sụp tiêu luôn. Nếu sửa sang lại không dám động đến, do vì nếu như vừa động đến liền xảy ra đại họa, làm sao bây giờ? Tôi liền nói: không sao đâu, chúng ta đi sửa sang đi. Người anh họ đó vui mừng nói: chú biết cách sửa sang, cứ làm đi. Tất cả tiền công, cát đá, xi măng đều do tôi lo liệu. Nhưng mà chú chừng nào thì làm? Tôi nói: đợi 1 tháng nữa. Tôi từ khi nghe được pháp môn Tịnh Độ, mấy năm nay 2 thời khóa sáng tối chưa từng gián đoạn.
Từ lúc nhận lời chắc chắn sửa sang cái phần mộ kỳ lạ kia, hai thời khóa sáng tối xong, tôi liền hồi hướng cho tổ tiên của phần mộ đó, đồng thời chí tâm khẩn thiết cầu xin Phật Bồ Tát rằng: Bạch Phật và Bồ Tát, xin phò hộ cho con. Sợ khi biết tin Phật, bạn bè thân thích đều nói con là mê tín lạc hậu. Con lần này nhất định muốn thỉnh cầu Phật Bồ Tát thì triển Phật Pháp vô biên cho họ thấy. Xin Phật Bồ Tát phò hộ cho con, sau khi sửa sang phần mộ, đừng có xảy ra những sự việc tai hại cho người và Phật. Tôi mỗi ngày sau khi xong hai thời khóa sáng tối đều cầu nguyện như thế. Đêm trước tới ngày sửa sang, tôi càng khẩn thiết cầu xin, nửa đêm bèn nằm mộng. Thấy phần mộ đó có một phần mộ nằm phía bắc hướng về nam. Mặt trước có một khe nước nhỏ, nước trong khe trong vắt chảy về phía trước. Hai bên mộ có hai cây đại thọ cao lớn. Mộ bia ngã xuống, ở đầu phần mộ lộ ra một cái hang tỏ rõ sự suy sụp hoang vắng. Bỗng nhiên trong mộ xuất hiện một người con gái hung dữ, trang phục theo lối cổ. Lúc đó tôi rất là sợ, liền chắp tay lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam nữ đứng gần đó xem rất đông, trong đó có một ông già nói với tôi rằng: đứa con gái này trước là một con quỷ nữ rất hung dữ, do vì con cháu đời sau của nó niệm Phật, bây giờ nó đã trở thành con quỷ lành rồi. Tôi nhìn thật rõ ràng, nghe cũng rõ ràng, lúc tỉnh lại thì ra chỉ là giấc mộng. Trong lòng nghĩ cảnh giới này trong mộng nhất định là Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, đại oai thần lực dẫn mình đi xem trước, để ngày mai mình có thể an tâm đi sửa sang ngôi mộ. Sáng sớm, người anh họ của tôi đến nói: Kìa mà, tôi dẫn thợ cùng tất cả những dụng cụ như xi măng, cát đá đều đem đến cả rồi, chú đi nhanh đi. Tôi mới hỏi: Tôi xin hỏi anh phương hướng và tình trạng chung của ngôi mộ đó, và người chôn trong mộ có phải là người nữ không? Anh họ của tôi kinh ngạc nói: Chú có phải đã đi xem qua trước rồi không? Nếu không thì chú làm sao biết được? Tôi mới nói: Đêm qua tôi mộng thấy. Tôi đi mua hương hoa, quả phẩm và đem theo quyển khóa tụng, đến trước mộ nhìn xem, quả nhiên giống y như cảnh đã thấy trong giấc mộng đêm qua. Tôi mới bày các hương hoa quả phẩm ra, đốt đèn hương lên, lễ lại nói: Tôi hôm nay là chỉ đến sửa sang phần mộ của bà, trước sẽ tụng kinh A-di-đà, chú vãng sanh và thánh hiệu A-di-đà Phật cho bà. Bà cũng phải niệm Phật thì cũng sẽ lìa khổ được vui, nhất thiết không được hại người, chẳng những không được hại người trong nhà, cũng không được hại người khác. Sau khi nói xong, liền ở trước mộ tụng kinh niệm Phật, sau đó mới bắt đầu làm cỏ, ban đất, sửa sang, rửa mộ bia đá cho sạch. Nhìn xem tên khắc trên mặt bia, tính ra chính là bà nội của ông nội tôi. Tôi và nhóm thọ từ đó đến giờ vẫn bình yên vô sự. Chuyện kể đến đây, chắc vẫn có người nhất định không tin. Thọ mạng của quỷ làm sao có dài như thế? Mời các vị xem trong kinh nói đây: Đọa lạc vào cảnh giới quỷ, thọ mạng ngắn nhất là 500 tuổi, mà một tháng ở nhân gian thì chỉ bằng một ngày ở cảnh giới quỷ thôi. Như thế tính ra thì biết thọ mạng của loài quỷ vừa dài vừa khổ. Có người vẫn còn nghi hoặc, tại sao tổ tiên lại đi hại con cháu mình? Trong kinh Phật có nói: Chúng sanh ngã chấp ngã kiến phải ở trong lục đạo đời đời kiếp kiếp. Ta, ngươi tranh đoạt, ngươi giết ta giết ngươi, cùng nhau cây tạo nhân quả. Kết ơn báo ơn, kết oán báo oán, đòi nợ trả nợ, cứ như thế mãi không dứt. Tổ tiên của anh Kiềm cùng với cái quá khứ của ngôi mộ quái lạ kia chắc chắn là đã kết oán thù với nhau rất nặng, không cởi mở được, cho nên mới hung ác hại người như thế. Nếu như không có anh Kiềm chánh tín niệm Phật, dùng sức đại từ đại bi của Phật, thì không có cách gì tiêu giải được oán cừu này. Do đây, xin khuyên các vị cố gắng niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều lên.